Trò chơi hệ chữa trị của tôi chương 689, giai đoạn 9. Đoạn phim về cái chết được quay dưới góc nhìn của quỷ quái đã chạm đến trái tim của Hàng Phi. Hắn nhìn thấy chính mình trong đôi mắt của người nhà, bản thân mà sớm đã bị lãng quên. Có cảm động, có ngại ngùng, có vui vẻ, còn có một chút hạnh phúc, mà những cảm xúc này đều là những cái mà hắn chưa từng có trước đây. Nằm trên hai chân của người giấy, ý thức của Hàng Phi được bao bọc bởi nguyền rũ nhập vào tâm trí, cánh bướm khổng lồ sặc sỡ gây ra bão táp trong tâm trí hắn vì để mang mê cung của công viên vui chơi ra ngoài nó hận không thể xé nát đại não của hàng phi phá hủy đi mọi thứ trong bộ não ác mộng cần được dệt nên từ những ký ức và tuyệt vọng trong quá khứ của một người hóa thân của Út mộng sau khi bị nguyền rủa ép vào tình thế tuyệt vọng đem theo tất cả lửa giận lao vào vết nứt lớn nhất trên bức màn ký ức đau đớn của thời khắc đó khiến hàng phi cảm giác đầu mình như bị xé nát trong ấn tượng đau đớn như vậy cũng đã từng xảy ra, rất lâu trước đây, có người mở đầu hắn ra nhét thứ gì đó vào bên trong. Cánh bướm in hình xăm mê cung là một trong những hóa thân quan trọng nhất của mộng, kích thước cơ thể khổng lồ của nó ngập tràn màu sắc của toàn thành phố. Mỗi lần vỗ cánh đều sẽ rơi ra vô số bụi mộng, gây ra bão tố trong tâm trí. Mà với tư cách là chủ nhân của cổ thân thể này, Hàng Phi không có bất kỳ phản kháng nào trước sự xâm lược của cánh bướm, hắn muốn dùng kẻ phản diện độc ác và nguy hiểm nhất làm con dao phẫu thuật trong tay mình, mở ra gông cùng mà vận mệnh đã ban cho. Lần này hẳn là mình có thể nhớ ra bọn họ rồi. Cánh bướm khổng lồ không có cách nào thoát ra, mang theo hình xăm mê cung trên cơ thể, đi vào bên trong bức màn ký ức. Hàng Phi không những không ngăn cản mà còn để cho người giấy màu máu đem đủ thứ nguyền rủa của ký ức vào trong não. Hắn để những nguyền rủa ác độc và ghê rợn nhất theo cánh bướm bay vào sâu trong tâm thức quý giá nhất của con người nơi chạm đến tận gốc rễ của linh hồn, nơi cất giấu tất cả quá khứ và tình cảm, là nền tảng làm nên nét riêng biệt của một con người. Nhưng Hàng Phi lại không chút do dự dám trút vào nguyền rủa, kiên quyết, tàn nhẫn, đây cũng chính là sự tin tưởng vô điều kiện của hắn đối với người giấy màu máu. Ý thức được không nhìn thấy cảnh tượng phía sau kết giới ký ức, Hàng Phi chỉ biết vết nứt trên kết giới càng ngày càng lớn, huyết sắc tuyệt vọng không ngừng rỉ ra, chỉ nhuộm đỏ tâm trí hắn ngày càng nhiều mảnh vụn ký ức cũng chảy ra theo dòng máu tuyệt vọng, Hàng Phi nhìn thấy rất nhiều những đoạn ngắn về cuộc sống trước đây của mình. Đến cùng là mình đã trải qua cái gì vậy? Tần suất gặp lệ quỷ và quái vật còn nhiều hơn số bữa ăn hàng ngày, sau không giờ nửa đêm, không phải là chạy thoát thân, thì cũng là đang trên đường chạy thoát thân, những trải nghiệm nhân sinh đó đến phim kinh dị cũng không dám quay, sợ sẽ làm quỷ mệt chết. Những đoạn ngắn liên tục khiến Hàng Phi nhớ lại nhiều thứ, trong sâu tâm trí của hắn dường như có bốn loại ký ức khác nhau. Một loại ký ức đến từ ban ngày tê liệt hướng nội, một loại đến từ ban đêm kích thích trùng rợn, một loại đến từ nhập vai vào quá khứ của người khác, loại cuối cùng lại là một câu đố toàn là màu đỏ như máu. Mình của ban ngày tự ti hướng nội, mình của ban đêm lại điên cuồng đến chính mình cũng phải sợ hãi, rút cuộc đâu mới là con người thật của mình. Cánh bướm rất đùa dẫn nhân tính, Thiên phú của nó chính là dệt nên nỗi tuyệt vọng và ký ức của một người. Để thoát khỏi tâm trí của hàng phi, nó đã chấp nhận rủi ro hồn phi phát tán, tập hợp những ký ức đau khổ và tuyệt vọng nhất đằng sau bức màn ký ức của hắn lại với nhau. Ý định ban đầu của nó là để cho mọi tuyệt vọng và đau đớn bùng phát, tiêu diệt hoàn toàn hàng phi, biến hắn thành một con rối mãi mãi chìm trong tuyệt vọng, nhưng nó không biết rằng đây chính là điều mà hắn đang chờ đợi. Những ký ức không muốn nhắc đến đó đã thiêu đốt tâm trí hắn như ngọn lửa, tất cả những quá khứ đau buồn đều biến thành ngọn lửa, thiêu rụi tâm hồn hàng phi, ném ý chí của hắn vào biển lửa. Mọi dây thần kinh đều bị đau đớn tác động, ý thức của hàng phi giống như con thuyền cô độc trong bão táp, tuyệt vọng và đau đớn không ngừng ập đến. Khi hắn gần như không thể cầm cự được nữa, thì đoạn băng ghi hình do bảy con quỷ để lại đã tiếp thêm cho hắn một loại sức mạnh. Tình cảm gia đình, sự quan tâm, tình bạn, sự đồng hành, những cảm xúc mà hắn không hề có trong đầu, cùng với những hình ảnh video hiện lên trong đầu hóa ra hắn không hề đơn độc trong nỗi tuyệt vọng sâu thẳm nhất vẫn còn có những người sẵn sàng đồng hành cùng hắn không bao giờ bỏ cuộc đôi mắt nhắm nghiền bắt đầu rung lên hàng phi cảm thấy người giấy màu máu đang nhẹ nhàng xoa đầu mình bảy bóng quỷ trong video lo lắng nhìn mình linh hồn sắp bị xé nát đã được tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục kiên trì thứ tình cảm ấm áp ấy có người gọi là mong đợi cũng có người gọi là hy vọng tôi sẽ không biến mất như vậy sự tồn tại của tôi có ý nghĩa riêng của nó cho dù thành phố này sau này sẽ như thế nào đi chăng nữa thì ít nhất trong thời điểm này ở đây vẫn có những người quan tâm đến tôi cho dù là vì những người đang nhớ tôi tôi cũng sẽ không lựa chọn từ bỏ đầu hàng phi sắp bị xé nát nhưng linh hồn thì gầm rú chưa bao giờ hắn có thể chắc chắn tâm nguyện của mình như lúc này tôi có gia đình của riêng mình có bạn bè của riêng mình có người mà mình yêu chính là bọn họ đã biến tôi trở thành sự tồn tại độc nhất vô nhị trên thế giới này không ai có thể thay thế tôi vô số ký ức bị tuyệt vọng nghiền nát dưới đại dương ký ức màu đỏ như máu là một cô nhi viện màu máu bị phong tỏa hoàn toàn cánh bướm đã tập hợp tất cả những cảm xúc tiêu cực trong tâm trí hàng phi lại với nhau nhưng nó vẫn không thể lay chuyển cô nhi viện đằng sau bức màn ký ức nó đã không còn đường lui cuối cùng lựa chọn kích thích lớn nhất lên hàng phi sau khi phóng đại tất cả những cảm xúc tiêu cực đi va chạm với cô nhi viện dưới sâu đáy biển máu. Cánh bướm đã nhìn thấu rồi, căn cơ ký ức của hàng phi chính là cô nhi viện đó, chỉ bằng cách phá hủy nó mới có thể coi là thực sự hủy diệt hắn. Lớp kỹ xét trên cánh cổng bắt đầu rơi ra, cánh bướm đập cánh tuyệt vọng tạo ra một cơn bão ký ức tiêu cực, nó đem tất cả những trải nghiệm trong đêm tối của hàng phi đập vào cô nhi viện. Cánh cửa cô nhi viện bị đóng lại từ lâu, giờ phút này đã bị mở ra. Chuông báo tử vang lên, một dòng thác máu tuôn ra từ cô nhi viện, tiếng cười của 31 đứa trẻ đồng thời xuất hiện. Cánh bướm vỗ cánh muốn trốn thoát, nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi. Ký ức của Hàng Phi là một biển máu, cánh bướm luôn nghĩ rằng cô nhi viện đó ẩn trong biển máu, nhưng thực tế là trong cô nhi viện ẩn giấu một biển máu và món nợ máu vô tận, chính là nó nhuộm đỏ tâm trí của Hàng Phi. Người vốn bị nhốt trong cô nhi viện màu máu đã biến mất, nơi hắn từng đứng chỉ còn lại những mảnh vụn của một cánh bướm cảm nhận được hơi thở của đồng loại, cánh bướm khổng lồ thực sự sợ hãi, nó có thể đọc được ký ức của người khác, nhìn thấy toàn bộ quá trình bị nghiền nát của cánh bướm kia. Mà tên điên vốn bị nhốt trong cô nhi viện màu máu, cũng chính vì đã nghiền nát cánh bướm kia, mới trong quá trình hàng phi không ngừng chết đi và hôn mê, tìm được đường rời đi. Phần lớn tính cách của hắn vẫn còn ẩn giấu đâu đó trong cô nhi viện màu máu, nhưng một phần nhỏ ý thức đã thoát ra khỏi cô nhi viện ký ức đầy máu và vết chóc đã nhấn chìm cánh bướm một làn sóng máu lớn ập vào bức màn của ký ức biển máu trong cô nhi viện được giải phóng kết giới ngăn chặn ký ức của hàng phi đang vỡ vụn một số lượng lớn mảnh ký ức chảy ra theo khe hở những tiếng cười của lũ trẻ vang lên trong tâm trí hắn hàng phi nhìn thấy khuôn mặt của 31 đứa trẻ và sự đối xử vô nhân đạo mà chúng đã phải chịu đựng 31 đứa trẻ đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm được chọn ra trong vô số những đứa trẻ vô tội khác số lượng quá nhiều hầu hết những đứa trẻ đều rơi vào nỗi đau không dứt đến cuối cùng chỉ có một đứa trẻ dựa vào nhân cách đặc biệt tự chữa trị của mình đi đến cuối cùng nhân cách từng được đánh giá là không có xu hướng công kích nào vào đêm cuối cùng của cuộc thử nghiệm nhặt con dao lên trong tuyệt vọng trước khi hắn phát điên hoàn toàn đã tự tay giúp những đứa trẻ kết thúc những đau khổ và tuyệt vọng màn đêm màu máu bao phủ tất cả hàng phi được nguyền rủa bảo vệ ở trung tâm nhìn những mảnh ký ức sâu thẳm trong tâm trí hắn đang chấp nhận quá khứ của mình trong hình dạng này. Hai nhân cách bị tách ra, vào ngày sau khi ký ức bị xóa sạch hoàn toàn, bắt đầu thôn tính lẫn nhau, đều muốn trở thành chính mình thật sự. Cái nào là mình? Cái nào mới là chính mình thật sự? Những ký ức màu máu tràn ra từ cô nhi viện đã nhấn chìm mọi thứ, bao phủ trải nghiệm ban đầu của hàng phi, nghiền nát cánh bướm màu sắc sặc sỡ kia. Đôi cánh đẹp như mơ biến thành bong bóng, những hình xăm mê cung công viên vui chơi khổng lồ nằm rải rác trong tâm trí của hàng phi vị trí cốt lõi của hình xăm bản đồ mê cung tình cờ ở nơi sâu nhất trong tâm trí hắn dường như có một chiếc hộp đen được giấu ở nơi đó mà ngay cả ý thức cũng không thể chạm vào không ai biết tại sao nó lại ở đó cũng không ai biết trong hộp có chứa cái gì nhưng nó dường như là câu trả lời cho mê cung hàng phi hàng phi những tiếng gọi vang lên bên tai nhưng nhanh chóng bị tiếng cười của lũ trẻ che đậy hàng phi cố gắng chống đỡ ý thức của mình không để cho mình bị hòa vào trong biển máu hắn vô cùng nỗ lực để phân biệt những âm thanh níu giữ hắn lại giống như một đứa trẻ rất bướng bỉnh muốn lấy lại những viên ngọc sáng trong cơn bão cuộc đời hắn đã từng là một vùng máu nhưng bây giờ đã có người trở thành nỗi nhớ mong và bận tâm của hắn hàng phi tôi nhớ ra anh rồi anh cũng là một người chơi giống như chúng tôi Giọng nói của một người đàn ông xa lạ không ngừng vang lên bên tai, tỉnh lại đi. Ép tạm thời bị giữ chân rồi, Tường Vi bảo tôi lén lút nói với anh, đây chỉ là một trò chơi. Chúng ta đang ở trong cuộc sống hoàn hảo. Anh là diễn viên xuất sắc nhất, tên của anh là Hàng Phi. Đối phương móc nối những ký ức trong hiện thực của Hàng Phi lại, trên bức màn phong tỏa ký ức tất cả các vết nứt trên liên kết với nhau, cùng với tiếng nước vỡ, Hàng Phi cảm thấy ổ khóa lớn trong tâm trí đã bị mở ra, thủy triều máu tuôn ra cuốn lấy hầu hết ký ức của hắn đập vào bức màn ký ức, nhấn chìm tâm trí hắn. Người chơi số 0000, hãy chú ý. Bạn đã thành công đạt đến giai đoạn chính. Chỉ còn lại một giai đoạn cuối cùng. Ở nơi sâu nhất của mê cung, một giọng nói lạnh như băng phát ra từ gần chiếc hộp đen, nhưng lúc này hàng phi đã không còn tinh lực để chú ý đến những thứ đó. Ý thức của hắn chìm trong biển máu, vô số mảnh vụn ký ức tràn vào tâm trí, một số trong số đó thuộc về hắn một số hắn chẳng có chút ấn tượng nào điều khiến hắn băn khoăn hơn cả là những người trốn thoát khỏi trại trẻ mồ côi cũng đã mang theo một phần ký ức của hắn rồi tôi nhìn thấy rồi anh ta chính là tôi người có nhân cách hệ chữa trị nhân cách hệ chữa trị có thể chữa trị cho tất cả các nhân cách khác chỉ là không thể tự chữa trị hoàn toàn cho chính mình những dòng ký ức lóe lên đã bảo vệ ý thức của hàng phi ngoài nỗi tuyệt vọng và đau đớn trong tâm trí hắn còn có quá nhiều cảm xúc và niềm vui, chính những điều đó đã hỗ trợ khiến hắn luôn hy vọng và hướng về phía trước. hóa ra anh ta vẫn luôn một mình ở trong biển máu. hàng phi với người trốn khỏi cô nhi viện kia không giống nhau, cho dù biển máu có hung hãn đến đâu, cốt đẹp trong ký ức của hắn vẫn luôn che chở cho đến khi hắn thích nghi được với mọi thứ. hóa ra mình sớm đã không còn cô đơn một mình. nguyền rủa kéo ý chí của hàng phi ra ngoài, khi ý thức của hắn rời khỏi tâm trí hắn mở mắt ra. Trong đôi mắt toàn màu máu của hắn chìm đắm sự điên cuồng, nhưng sự điên cuồng này khác với sự cuồng loạn của tiếng cười điên cuồng, nó yên tĩnh, trực lửa và đầy kiên cường, giống như một cái nồi nung trong mùa đông lạnh giá, bắn tung tóe những giọt sắt nóng chảy trong hang động băng giá. Tôi nhớ ra rồi. Những mảnh ký ức va vào nhau trong dòng chảy màu máu, như thể một ngọn đèn thủy tinh xinh đẹp rơi xuống đất, mỗi mảnh vỡ phản chiếu hình ảnh của quá khứ, hỉ nộ ái ố tỏa ra ánh sáng khác nhau. Hàng Phi từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, khí chất trên người đã hoàn toàn thay đổi, trong mắt hắn đã không còn sự mờ mịt, ánh mắt đó dường như là tia sáng đầu tiên xuyên qua đêm đen. Ở đây là điện thờ ký ức cuối cùng của Phó Sinh. Trong đầu hiện lên vô số hình ảnh ký ức, Hàng Phi nhìn thấy quá khứ của mình, biết rất nhiều chuyện, nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn hòa nhập với những ký ức đó, bây giờ hắn giống như từ góc độ của một bên thứ ba nhìn cuộc đời của chính mình. Hàng Phi Tường Vi đã giữ chân ép rồi, anh mau đi đi, ép muốn giết anh. A trùng giơ hai cánh tay đầy vết thương lên, anh ta muốn giúp Hàng Phi, nhưng khi vươn tay ra lại bị người giấy nằm trên giường trừng mắt một cái. Chỉ là một cái nhìn thôi, anh ta đã sợ đến đứng nguyên tại chỗ, thân thể hoàn toàn đông cứng. Anh ta muốn giết tôi, thì tôi phải đi hay sao? Từ trên giường ngồi dậy, ý thức và thân thể của Hàng Phi đã phối hợp hoàn toàn, hắn nhìn 99 vết thương trên cánh tay, tôi đã nhớ ra rất nhiều thứ, nhưng đây mới chỉ là giai đoạn chính, còn một phần cuối cùng còn thiếu, hẳn là đã bị người trong cô nhi viện màu máu mang đi rồi, đáng tiếc là bây giờ tôi không biết anh ta đã lấy đi thứ gì. Ôm người giấy màu máu lên, Hàng Phi không hoảng sợ chút nào, hắn lại đi về phía máy chiếu. Hàng Phi, nếu còn không đi sẽ không kịp nữa đâu. A trùng cố chống đỡ nỗi sợ hãi với người giấy, nắm lấy tay Hàng Phi, anh đã cứu tôi hai lần, Tình tình này tôi vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Số lần tôi cứu anh không chỉ có hai lần. Hàng Philip nhìn tên tự ngược đãi bản thân bên cạnh, hắn cũng không biết tại sao, bản thân mình rất được những kẻ biến thái tôn trọng. Lấy cuộn băng ghi hình ra, hàng phi vô cùng trịnh trọng cất vào ba lô, đây là món quà tuyệt vời nhất mà tôi từng nhận được, rất giống với video mà bố mẹ đã quay cho con khi còn rất nhỏ, có điều cũng may mọi người đều là quỷ, tôi hoàn toàn không phải lo lắng mình sẽ bị quê không còn thời gian nữa rồi. Hàng Phi A trùng thúc giục Hàng Phi rời đi, đúng vào lúc này, cửa chống trộm của phòng 444 bị một lực rất lớn đánh tung, nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm xuống. Tiếng súng, tiếng ca, tiếng kêu cứu, tiếng la hét, quỷ khóc sói gào, đủ loại âm thanh tràn vào trong nhà. Mọi người tránh xa cửa ra, cẩn thận kẻo bị đạn lạc bắn trúng. Là trung tâm của sự hỗn loạn, nguồn gốc của cơn ác mộng, Hàng Phi trông vô cùng bình tĩnh, như thể đã sớm quen với mọi thứ. Đưa tay tóm lấy con mèo xấu xí vẫn đang hút kén đen trên mặt đất, hàng phi kiểm tra chính đường hoa văn đen trên người của nó. Không hẳn là tất cả cánh bướm đều được sinh ra trong kén đen, còn có cái chết, tai họa và đại nghiệt. Đầu ngón tay chạm vào linh hồn gãi cầm mèo, hàng phi nghe được giọng nói của linh hồn con mèo xấu xí, đừng lo, tôi sẽ trả lại tất cả những gì phó sinh đã làm với mọi người. Ông ta đã giết tôi 99 lần, tôi đem ông ta làm thành quỷ văn, chắc là ông ta sẽ không tức giận đâu nhỉ. Đi về phía cửa chống trộm, khi hàng phi bước ra khỏi nhà, hắn nhìn thấy tường vi bị thiên giả khóa chặt cổ, ném vào mép lan can. Những người chơi đã hoàn toàn chia thành hai phe, một phần nhỏ do tường vi đứng đầu, còn một phần khác đứng về phía ép, có điều có nhiều người chơi vẫn đang do dự, bọn họ thích ai thắng thì giúp người đó. Trong ấn tượng của tôi, ông vì để bảo vệ người sống, muốn hủy diệt toàn bộ thế giới tầng sâu, tại sao bây giờ lại thay đổi lập trường rồi? Đến người của mình cũng giết. Hàng Phi nhìn bầu bạn trong tay, đúng rồi, tôi suýt chút nữa quên mất, ông vì để thực hiện mục tiêu của mình, đến ba đứa con quỷ của mình còn bỏ rơi cơ mà. Ông đã nghe thấy tiếng ca này chưa? Đứa trẻ đó vừa khóc vừa cầm chiếc hộp nhạc ông tặng, nó cho đến khi chết rồi vẫn không hiểu. Tại sao người mình tôn trọng nhất lại dứt khoát từ bỏ nó như vậy? Hàng Phi ép đeo mặt nạ màu trắng đứng ở bên kia hành lang, trong mắt hiện lên vẻ đáng sợ hơn bao giờ hết. Tôi không biết nên gọi ông là ép, hay nên gọi ông là phó sinh, hay gọi là quản lý tòa nhà cũ. Hàng Phi bước về phía trước với con dao trên tay, trong nhiệm vụ người quản lý đầu tiên, tôi đã chết hơn 40 lần, trong lần làm nhiệm vụ người quản lý thứ hai, tôi lại chết rất rất nhiều lần, mỗi lần chết đi, linh hồn đều như bị xé vụn ra. Ông có biết cảm giác đó cũng rất đau đớn không? đừng tới đây. Cẩn thận. Tường Vi vừa hét vừa nắm lấy tay viện cầu thang, anh ta muốn nhắc nhở điều gì đó, nhưng đã bị thiên giả đá vào trong hành lang. Bất kể ý định ban đầu của ông có vĩ đại đến đâu, con đường mà ông lựa chọn đều là sai lầm. Bọn nhỏ trong cô nhi viện, còn có tôi, chỉ cần chúng tôi vẫn còn sống, thì đều là những bằng chứng đẫm máu. Trong mắt hàng phi tràn đầy tia máu, đoàn tàu được gọi là tương lai đang tiến về phía trước trên đường ray ban đầu vốn có năm người lớn bị trói buộc trên đường ray phía bên trái có trói một đứa trẻ trong tình huống này ông không do dự mà chọn đổi đường ray để đoàn tàu được gọi là tương lai kia đâm vào đứa trẻ vô tội để vận mệnh nghiền nát tất cả mọi thứ vốn có từ góc độ của người ngoài cuộc đưa ra câu trả lời nào cũng có lý nhưng bản thân hàng phi chính là đứa trẻ bị trói vào đường ray đó giọng nói dần trở nên lạnh lùng khi cánh cửa của cô nhi viện màu máu bị cánh bướm mở tung ký ức màu máu của 31 đứa trẻ đã dung hợp với hàng phi, bọn họ cùng nhau hình thành nên điều cấm kỵ đó đêm màu máu. Trong số 31 đứa trẻ của đợt đầu tiên, chỉ có hàng phi sống sót, tường vi, giày trắng nhỏ, mèo lưu ly, số 4 và số 11 đều là lứa trẻ mồ côi thứ hai mà Phó Thiên mang về. Cảnh tượng tồi tệ nhất trong tương lai đã xuất hiện, xem ra tôi vẫn đến chậm một bước, cánh bướm cho dù lúc này bay ra khỏi kén đen thì vẫn gây rắc rối cho tôi ép có chút không thể nắm bắt được hàng phi, anh ta lấy con dao đen ra, đối đầu với hắn trên hành lang. Bất kể ở đâu, khi nào, cánh bướm đều phải chết, những gì tôi đang trải qua bây giờ hẳn là ký ức của ông, cũng là bước ngoặt của cuộc đời ông. Tôi rất biết ơn ông, đã cho tôi thấy tất cả những điều này, điện thờ chắc cũng sẽ trở thành bước ngoặt của đời tôi. Trạng thái hiện tại của Hàng Phi rất không đúng, tưởng như ký ức đã được khôi phục, nhưng hình như vẫn chưa khôi phục hoàn toàn tôi không hiểu cậu đang nói cái gì, tôi chỉ biết rõ một chuyện tương lai mà tôi nhìn thấy không có cậu. f không mong đợi gì vào sự giúp đỡ của những người chơi khác. anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng hàng phi có thể một đối một đánh bại được anh ta. rất nhanh ông sẽ hiểu thôi. người lúc trước có thể dự đoán tương lai sau khi rơi vào tay tôi, ngay sau đó đã chọn cách tự sát. ông đoán xem anh ta đã nhìn thấy gì. hàng phi chạy nhanh về phía trước, năm ngón tay kéo sợi dây màu đỏ, nguyền rủa lập tức bao trùm toàn thân cậu đang nói cái gì vậy ép không nhớ đã từng xảy ra chuyện như vậy đâm con dao đen vào lòng bàn tay sau khi nuốt đủ máu lưỡi dao biến thành một con ác quỷ màu đen khổng lồ có khả năng tiên đoán tương lai còn có một con dao đồ tể có thể ăn thịt quỷ quái ông có điều kiện trời sinh tốt như vậy vậy mà lại lâm vào cảnh khốn cùng như thế này à giọng nói của hàng phi truyền ra từ trong nguyền rủa không ngừng quấy nhiều ép tôi thực sự cảm thấy buồn cho ông ông bây giờ làm gì có đủ tư cách để chiếm lấy cơ thể của tôi, tái sinh trong thân thể của tôi. Vung dao xuống dưới, hàng ngàn nguyền rủa dồn về phía ác quỷ màu đen, hàng phi chưa từng nghĩ tới sẽ trực tiếp giết chết tên ác quỷ, mục đích của hắn là tạm thời kiềm chân đối thủ. Đúng lúc ác quỷ màu đen bị nguyền rủa giữ chân, hàng phi đã rút ngắn khoảng cách, hắn hướng về phía con dao đồ tể gọi tên một cậu bé. Vương Thịnh Cán dao đồ tể đột nhiên rung lên khi nghe thấy giọng nói của Hàng Phi, vô số linh hồn đã đáp lại hắn tất cả những phẩm chất tốt đẹp trên thế gian đều quy tụ trên cán dao họ như những chiến binh bò về phía trước trong đêm đen cho dù gặp phải bao nhiêu trở ngại nguy hiểm khi có ánh sáng chiếu qua vẫn sẽ lao về phía trước không chút do dự tay cầm dao của ép đầy máu dưới tiếng gọi của hàng phi anh ta sắp không cầm được chắc con dao nữa rồi anh hùng muốn giải cứu thế giới nhưng lại giam cầm nhân tính tốt đẹp nhất trên thế giới này bằng đôi tay nhuốm máu ông hãy nhìn lại bộ dạng của chính mình bây giờ đi, đây chính là bản thân mà ông muốn trở thành à. Lưỡi dao va vào nhau, những cái tên trong lòng hàng phi bắt đầu tan biến, mỗi lần bầu bạn và đồ tể va chạm, một cái tên sẽ biến mất. Xét riêng về vật chất, bầu bạn mà chú hề để lại cho hàng phi còn thua xa con dao đồ tể trên tay ép. Tuy nhiên, ngay từ đầu hàng phi đã không chuẩn bị chiến đấu liều lĩnh, có một lý do lớn khiến hắn muốn giết ép, chính là để đoạt dao. Thể lực hai bên ngang nhau, kinh nghiệm chiến đấu của ép cũng nhỉnh hơn một chút, nhưng anh ta lại không thể áp chế hàng phi, ép cũng không biết vấn đề nằm ở đâu. Những người chơi vốn đứng sau ép đã sớm tản hết ra, bọn họ nhìn thấy ép đánh nhau với hàng phi, chấn kinh đến mức không nói nên lời, kỹ năng chiến đấu và năng lực phản kháng mà hai người biểu hiện ra căn bản không phải là thứ mà những người chơi ở giai đoạn này có thể đạt được. Nếu như chỉ là sự khác biệt về thuộc tính thì thôi, Chiêu thức chiến đấu của bọn họ vừa nhìn là thấy là thuộc phái thực chiến đã giết không ít người rồi. Trong khoảng thời gian rất ngắn, hai người đều bị thương, máu me đầm đìa khắp nơi. Hàng Phi và ép trong lúc này không thể nói ai là người chiến thắng, người bị vấn đề đầu tiên là con ác quỷ màu đen bị nguyền rủa trói buộc. Ác quỷ chỉ xuất hiện sau khi nuốt máu của ép, khi ép không có thời gian để cân nhắc đến nó, nó đã kéo một người chơi lại gần mình vào, suýt chút nữa gần như hút sạch máu toàn thân người chơi đó quỷ màu đen vùng vẫy càng lúc càng quyết liệt, ép cần phân tâm để kiểm tra, anh ta bất đắc dĩ lại phải rút ra một con ác chủ bài khác của mình. Một bức ảnh rơi ra khỏi túi áo khoác gió, một nữ sinh mặc đồng phục học sinh với chân tay vặn vẹo xuất hiện bên cạnh ép, cô ta gần như đã hoàn toàn mất đi lý trí vì đã ăn quá nhiều quỷ quái, cứ gặp ai là sẽ tấn công người đó. Đây dường như là cô gái trong trường cùng ông ăn cơm mỗi ngày, cô ấy coi ông là người bạn duy nhất của mình vậy mà ông lại biến cô ấy thành vũ khí không có ý thức của chính mình. Hàng Phi không để cho từ cầm tấn công nữ sinh, hắn lấy một chọi hai, phó sinh, ông bây giờ, e rằng ngay cả chính ông nhìn thấy mình cũng sẽ cảm thấy thất vọng. Người mà cậu nhắc đến tôi chưa gặp, tôi chỉ đang làm chuyện đúng đắn. Trên người FB bết máu tươi, nhưng phần lớn đều thuộc về Hàng Phi, sức chiến đấu của anh ta thật sự rất kinh người. Đúng đắn. Chỉ dựa vào thực lực level 20 còn chưa có điện thờ cho riêng mình của ông, làm thế nào để giữ vững sự đúng đắn? Hàng Phi phát ra tiếng cười, trong thế giới ký ức điện thờ này có vô số ông, ông trước mắt này hẳn là người sẽ được dùng để thay thế tôi đúng không? Có điều chắc chắn ông sẽ không ngờ rằng, khi tôi level 20 đã bước vào điện thờ cuối cùng của ông rồi. Có phải ông cảm thấy với thực lực hiện tại của mình, ở trong thành phố này mỗi bước đều rất khó khăn? Thế nên mới nghĩ đến việc tập hợp những người chơi lại, tích lũy sức mạnh một cách bảo thủ. Tôi nói cho ông biết, từ trước đến nay tôi đều chạy trong giới hạn này suốt, không ai cho tôi thời gian, thứ tôi cần phải đối mặt chính là cục diện tồi tệ nhất mà ông đã để lại. Phó sinh, ông thực sự quá yếu rồi. Cùng một level, cho dù ông có ở ngay trong điện thờ của mình cũng không phải là đối thủ của tôi. Tốc độ của hàng phi càng ngày càng nhanh, hắn đổi bầu bạn sang tay trái, giải thoát cho tay phải cầm dao đang rỉ máu. Tôi thật sự không ngờ tới cậu ở level này lại có thể đi được tới đây, nhưng có phải cậu đã quá khinh địch rồi không? Giọng nói của ép vô cùng lạnh lùng, anh ta âm thầm ra lệnh, thiên dạ đang ẩn nấp trong bóng tối cầm một con dao sắc bén đâm vào trái tim hàng phi từ phía sau. Bị nữ sinh lệ quỷ và ép hạn chế, hàng phi tránh đòn thì chắc chắn sẽ trúng một nhát, nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại của hắn, dường như không có ý định né tránh. Nghiêng người tới trước. Hàng Phi toàn thân đẫm máu lại rút ngắn khoảng cách lần nữa, hắn tay trái cầm bầu bạn, tay phải xuề năm ngón tay ra, tôi đương nhiên sẽ không coi thường ông, dù sao thì hổ phụ cũng sinh hổ tử. Con dao sắc bén của thiên dạ đã cắt xuyên qua quần áo của Hàng Phi bị một người giấy tóm gọn. Cùng lúc đó, bàn tay đẫm máu của hắn cuối cùng cũng cầm được con dao của đồ tể trong tay ép. Tái sinh Lưỡi dao chói lọi chiếu sáng màn đêm lập tức xuyên thẳng vào cơ thể của ác quỷ, những cánh tay từ cán dao phóng ra bọn họ và hàng phi cùng nắm chặt con dao đó khi máu của hàng phi nhỏ xuống cán dao tất cả các linh hồn bị giam cầm và nô dịch đều gầm lên những cánh tay cùng với hàng phi nắm chặt dao tái sinh lưỡi dao hóa thành từ nhân tính trực tiếp xuyên vào trong cơ thể của ác quỷ ác mộng trôi đi nguyền rủa ập đến hàng phi giống như ác quỷ đáng sợ nhất trong đêm đen nhưng trong tay hắn lại nắm ngọn đèn sáng nhất cả thành phố phần vai bị nữ sinh làm bị thương lồng ngực bị phó sinh đánh mạnh, nhưng Hàng Phi không hề quan tâm đến những vết thương đó, lần này bất luận thế nào hắn cũng sẽ không buông con dao này ra nữa. Ông cho rằng mình xứng đáng dùng con dao này à? Đôi mắt đỏ hoe của Hàng Phi và con ngươi dưới lớp mặt nạ của ép nhìn nhau, chủ nhân hai thời đại của hộp đen đang nhìn nhau. Tiếng hét biến thành tiếng gầm rú trong dao tái sinh, khi Hàng Phi nắm chặt con dao đó, tất cả những người đi cùng hắn dường như đã tìm thấy ý nghĩa tồn tại của mình, để giữ lại ngọn đuốc cuối cùng trong đêm lạnh giá, để thuyết phục những người đã quen với bóng tối tinh vào ánh sáng, để cùng tất cả linh hồn rời khỏi thế giới tầng sâu. Để bọn họ có thể nhìn thấy một ngày mai trong tương lai chưa từng xuất hiện. Con dao này chắc chắn không phải là con dao đen dùng để giam cầm ác quỷ, nó là con dao mà ngay cả ép cũng muốn sở hữu, là con dao thuộc về hàng phi. Cũng giống như ở nhà máy sản xuất máu thịt ở ngõ súc sinh vậy, hàng phi cầm dao đồ tể đứng với tất cả linh hồn đẹp đẽ nhất của nhân tính bọn họ không hề sợ hãi cho dù có thịt nát xương tan vẫn tiến về phía trước nhân tính không hề sắc bén nhưng bọn họ sẵn sàng trở thành lưỡi dao của hàng phi đập tan mọi đêm tối để giành lấy hy vọng cuối cùng những đôi tay cầm cán dao chém lên phía trên trong tiếng gầm rú của tất cả những người đồng hành ánh sáng rực lửa của con dao đâm ra từ bụng con ác quỷ màu đen cắt eo nó làm đôi bàn tay cầm cán dao của phó sinh hoàn toàn không thể ngăn được những linh hồn đó, dao đồ tể đã hoàn toàn mất kiểm soát. Sau khi chém được ác quỷ, dao đồ tể hướng xuống dưới, ép biết mình không thể lấy lại được tái sinh, anh ta quyết định dứt khoát, buông tay cầm dao, để mình dung hòa vào với ác quỷ màu đen kia. Lưỡi dao chói lọi cắt xuyên qua mặt nạ của ép, dừng lại trên cổ nữ sinh lệ quỷ dưới sự điều khiển của Hàng Phi, chết 99 lần, Hàng Phi điên cuồng phẫn nộ, nhưng vẫn không ra tay với lệ quỷ đó hắn không phải là một kẻ khát máu, con dao của hắn cũng như vậy. Cô gái này yêu ông như vậy, vậy mà ông lại khiến cô ấy trở nên như thế này. Xem ra thứ mà tôi thay đổi trong ký ức điện thờ lần trước chỉ là hư ảo, đây mới là hiện thực lạnh lùng. Hàng Phi hít sâu một hơi, tôi biết những chuyện mà ông đã từng gặp phải, cũng có thể đoán được tại sao ông lại trở nên như thế này, bây giờ tôi cũng đã hiểu mình nên làm gì rồi. Lưỡi dao nâng lên, nhắm thẳng vào ép ông đại diện cho quá khứ giống như việc tôi có làm gì trong thế giới điện thờ cũng đều không thể thay đổi được tính cách của ông ký ức khủng khiếp tồi tệ đó nên được mai tán rồi tương lai hãy cho tôi đi tôi không dám hứa sẽ làm được điều tốt nhất nhưng hẳn là sẽ mạnh hơn ông ép dung nhập với ác quỷ dừng ở cách đó không xa xương cốt anh ta phát ra tiếng kêu giòn tan cơ thể không ngừng biến dạng nhưng anh ta dường như không hề cảm thấy đau đớn im lặng nhìn hàng phi cho đến khi chiếc mặt nạ trắng trên mặt vỡ tan dưới lớp mặt nạ là một khuôn mặt tuấn tú u ám làn da trắng bệt có chút gì đó không bình thường có vẻ như là do dùng thuốc lâu ngày nên sắc mặt rất xấu đây có phải là bộ dạng khi ông trạc tuổi với tôi không đây là lần đầu tiên hàng phi nhìn thấy phó sinh như thế này khuôn mặt ẩn dưới lớp mặt nạ còn rất trẻ cũng khoảng ở độ tuổi 20, thật ra tôi rất không hiểu, cô gái này ngày đêm ở bên ông, khi ông bị những người trong trường học bắt nạt hành hạ, chính là cô ấy đã ở bên cạnh ông vô điều kiện, nghĩ đến ông, tại sao bây giờ ông lại nở lòng nào biến cô ấy thành ra như thế này? Ông không biết. Cô ấy thích ông hay sao? Mặt nạ màu trắng rơi xuống đất, biến thành toàn mảnh vỡ. Nếu không phong tỏa hoàn toàn thế giới tầng sâu, toàn bộ thành phố sẽ bị đồng hóa, tôi đã nhìn thấy tương lai. Ép để cho ác quỷ ăn sạch cơ thể của mình. Cho tới bây giờ giọng nói của anh ta vẫn rất bình tĩnh, nhân gian biến thành quỷ vực, linh dị sẽ thường xuyên xảy ra, thời gian của ban ngày sẽ càng ngày càng ngắn. Đêm tối sẽ càng ngày càng dài hơn, tất cả mọi người sẽ phát điên trong cơn hoảng sợ, cái chết sẽ trở thành chuyện bình thường. Bởi vì như vậy mà ông đã chọn con đường hủy diệt hoàn toàn thế giới tầng sâu. Tôi sẽ trở thành người quản lý mới của công viên vui chơi, sau khi hoàn thành việc ngăn chặn hoàn toàn một mình tiến vào thế giới bên kia, do một mình tôi phá hủy thế giới tầng sâu ép trẻ tuổi giống như một bác sĩ thực tập sức khỏe không được tốt anh ta tràn đầy nhiệt huyết muốn độ tất cả mọi người hèn gì trên thế giới này không có ai nhớ tới ông ông đã tự phong ấn mình vào trong thế giới tầng sâu rồi đúng vậy đây chính là những gì tôi muốn làm cơ thể của ép đã bị ác quỷ ăn mất một nửa nhưng anh ta vẫn có thể duy trì được lý trí đây dường như chính là con bài tẩy mà anh ta đã chuẩn bị sẵn lúc trước cậu đã hỏi tôi câu hỏi về chiếc xe lửa nhưng cậu đã nhầm một điều tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ hy sinh ai vì chính bản thân tôi cũng đang đứng trên đường ray tôi không phải là người lái tàu tôi không thể lay chuyển vận mệnh lựa chọn mà tôi cần phải đưa ra là đi cứu vô số người bị trói trên đường ray bên trái hay là đi cứu các người và chính tôi trên đường ray bên phải ác quỷ gặm nhấm trái tim của ép khuôn mặt của nó dần trở nên giống hệt ép rất nhanh cậu sẽ nhìn thấy dưới nghi thức của mộng thế giới tầng sâu sẽ trùng khớp với thành phố này nếu như sau khi xem xong những sự kiện bi thảm đó cậu vẫn kiên quyết với lựa chọn của mình vậy thì tôi không có gì để nói nữa tôi hiểu rồi ông muốn dùng phương pháp này để cho tôi thấy hậu quả của việc không phong tỏa thế giới tầng sâu đúng không lập trường của hàng phi khác với phó sinh hắn đồng thời mở ra cả hai mặt của hộp đen giết chết và chuộc tội tồn tại cùng nhau một người như vậy có khả năng sẽ mở ra một con đường mới để tuyệt vọng lắng động tràn ngập vào nhân gian đừng đem tương lai của tất cả mọi người ra đánh cược thế giới tầng sâu và thế giới hiện thực đã được định sẵn sẽ phải hủy diệt một trong hai ngay cả thần linh của không thể nhắc đến cũng không thể chiến đấu chống lại cả hai thế giới cùng một lúc ác quỷ màu đen dọc theo cổ ép lên trên khi nó hoàn toàn ăn mất ép ép đưa tay ấn chặt trái tim mình con ác quỷ dường như cảm nhận được điều gì đó xâm nhập vào cơ thể của ép một cách rất bất đắc dĩ sau khi anh ta để lại lời cảnh cáo cuối cùng, nhìn chầm chầm hàng phi rất lâu rồi rút lui. Dùng thân mình để nuôi dưỡng ác quỷ là hạ sách bất đắc dĩ, hậu hoạn khó lường, anh ta buộc phải nhanh chóng rời đi. Anh ta bây giờ không phải là đối thủ của Hàng Phi và từ cầm sau khi sở hữu con dao đồ tể, anh ta cũng đã biết con dao đồ tể đó đáng sợ như thế nào trong tay hắn. Nữ sinh lệ quỷ nhìn thấy phó sinh rời đi, trong nháy mắt liền biến mất, bao gồm cả một bộ phận người chơi trong đó có thiên dạ, cũng kiên quyết theo F đi. Có thể nhìn ra F vẫn có chút mị lực nhân cách, ít nhất trong một khoảng thời gian ngắn đã có được sự chấp nhận chân thành của một bộ phận nhỏ người chơi. Kế hoạch săn lùng hàng phi của người chơi đã thất bại hoàn toàn, F vốn muốn giết chết hắn khi hắn đạt đến giai đoạn 8, nhưng vẫn là muộn một bước. Chúng ta có cần đuổi theo không? Tường Vi từ dưới đất bật dậy thở hổn hển. cuối cùng tên đó có phải là người chơi không? Sao tôi không có chút ấn tượng nào về khuôn mặt của anh ta? thôi bỏ đi. Sau khi hàng phi nói xong, nguyền rủa trên khắp cơ thể cũng giảm bớt, hắn ôm người giấy màu máu trong tay, cẩn thận kiểm tra cơ thể đối phương. Đôi mắt của người giấy càng ngày càng có nhiều vết nứt, sức mạnh của từ cầm không thể dùng trong thời gian dài, cô đã cùng hàng phi chết 99 lần, bây giờ chỉ còn lại nguyền rủa. Nếu như tiêu hao hết sức mạnh của những nguyền rủa này, vậy thì cô rất có khả năng sẽ biến mất. Thực ra Hàng Phi và ép đều là đang cố gắng mạnh mẽ thôi, Bọn họ đều rất kiên dè lẫn nhau. Tôi đã đoạt lại thứ mình muốn, tiếp theo chúng ta sẽ từ từ chiếm thế chủ động. Hàng Philip nhìn cư xá hỗn loạn, ác mộng đã lan tràn, hắn cũng không biết phải giải quyết thế nào, mọi chuyện chỉ có thể chờ đến khi trời sáng. Trở lại phòng 444, Hàng Phi kiểm tra thương tích của mọi người một lượt, những ác quỷ không chịu kiểm soát của công viên vui chơi có thể cung cấp cho từ cầm chút ít hận ý, giúp cô ấy phục hồi, nghi thức tái sinh của mộng sẽ gieo kén đen vào trong cơ thể người sống, thứ gì đó trong kén có thể để con mèo đó hấp thụ. Hàng Phi tóm gáy con mèo lên, cẩn thận quan sát chính đường hoa văn màu đen trên người nó, hoa văn đó cơ bản giống với hoa văn trên người đại nghiệt, tại sao quỷ văn của mình lại biến thành một con mèo. Hàng Phi, những người ở dưới tầng có cần cứu giúp không? Tường Vi không chắc chắn lắm nói, một phần tư lực lượng cảnh sát của thành phố đều đang ở đây, nếu như bọn họ xảy ra chuyện, e rằng chúng ta không thể đối phó được với đại loạn của ngày mai. Đại loạn của ngày mai. Hàng Phi quay đầu nhìn Tường Vi. Ép thấy trước tương lai, trong công viên vui chơi có người muốn phong tỏa hoàn toàn thế giới tầng sâu, những con quỷ của thế giới tầng sâu cũng bắt đầu những phản công cuối cùng, đêm nay chính là bước ngoặt. Địa vị của Tường Vi trong số những người chơi chỉ đứng sau ép, anh ta cũng biết rất nhiều bí mật từ ép. Mọi người cũng biết rồi, tôi với cảnh sát vẫn luôn có quan hệ rất tốt, nên việc tôi đi cứu bọn họ không phải là chuyện đương nhiên hay sao? Hàng Phi cầm dao tái sinh bước xuống tầng, những người chơi khác cũng đi cùng hắn. Hàng Phi đích thân bước vào cơn ác mộng của từng nạn nhân một, hắn với tư cách là người khởi xướng và là nguồn gốc của những cơn ác mộng, nhưng lại hành động như một vị cứu tinh, kéo những người kia ra khỏi đó. Có thể vẫn có rất nhiều người cảm thấy hắn là tội phạm bị truy nã, nhưng trong tim của những người cảnh sát được hắn cứu, ít nhiều cũng sẽ có chút nghi ngờ. Hàng Phi, tôi ở đây. Tiểu Giả đang nấp dưới gầm xe vẫy tay ra hiệu với Hàng Phi. Tôi dựa vào kỹ năng lái xe của mình đã giữ chân cảnh sát, nhưng ai mà biết chiếc taxi này lại sẽ quay đầu đi tìm anh vào ban đêm chứ? Tôi có thuyết phục nó thế nào cũng chẳng ít gì, nên đây không phải là tôi dẫn cảnh sát đến đây đâu nhé. Vất vả rồi. Hàng Phi kéo Tiểu Giả ra khỏi gầm xe taxi, bọn họ ngoài việc cố gắng biểu hiện trước mặt cảnh sát ra cũng không quên giết những quỷ quái ẩn nấp trong cư xá tập thể công viên vui chơi, thành phố này sắp đại loạn rồi, bọn họ buộc phải nhanh chóng nâng cao thực lực. Không biết thành phố sẽ trông như thế nào sau khi trời sáng, để người như phó sinh lại lựa chọn phá hủy thế giới tầng sâu. Khi Hàng Phi đang suy nghĩ về vấn đề này, bất thường đã xuất hiện ở mọi ngóc ngách trong thành phố. Chồng à, sao đã 7 giờ sáng rồi mà trời vẫn chưa sáng? Hình như dự báo thời tiết nói hôm nay trời sẽ mưa một người phụ nữ trở mình trên giường, cô đột nhiên phát hiện chồng mình không có trong phòng ngủ, cái củi sơ sinh bên cạnh cũng trống không, người đâu rồi. Kéo cơ thể khó chịu của mình ra khỏi giường, người phụ nữ đẩy cửa phòng ngủ nhìn ra ngoài. Bộ đồng phục nhân viên công viên mà chồng cô thay ra vứt trên ghế sofa, cô mơ hồ nghe thấy tiếng khóc của em bé. Chồng ơi! Anh đang ở đâu? Đi theo tiếng khóc, người phụ nữ từ từ mở cửa phòng tắm, Cô nhìn thấy chồng mình mặc bộ đồng phục công viên mới tinh, quay lưng về phía cô, đang ngồi sổn trong bồn tắm. Anh đang làm gì đấy? Sắp bị quỷ ám rồi, quỷ có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, ở đâu cũng không an toàn. Chúng ta cũng phải sớm có sự chuẩn bị mới được. Giọng người chồng xen lẫn tiếng khóc của em bé. Vậy chúng ta có cần mua một số vật dụng gì không? Không, 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 anh nghe nói trẻ sơ sinh có thể nhìn thấy những thứ mà người lớn không thể người chồng quay người lại trong hốc mắt đang chảy máu của anh ta có đặt hai con mắt nhỏ hơn một cỡ nhà của chúng ta tạm thời an toàn tiếng hét vang lên một nam sinh đi qua bên ngoài chung cư liếc nhìn lên tầng bạo lực gia đình à có nên báo cảnh sát không khi cậu đang lưỡng lự thì bất ngờ nhìn thấy bạn cùng bàn của mình đang lén lút chạy ra từ một con ngõ nhỏ ném thứ gì đó vào thùng rác anh cậu sáng sớm đã chạy đến đây rồi em nhớ nhà anh ở phía bắc mà Nam sinh vẫy tay về phía đối phương, trời sắp mưa rồi, có muốn che ô cùng em đi học không? Mày là bạn thân nhất của tao, tao sẽ nói nhỏ cho mày một chuyện tốt, mày đừng nói với ai nhé. Nam sinh được gọi là anh cậu bí ẩn nói, tối qua hoa khôi lớp chúng ta nói rằng con chó của nó thật phiền phức, luôn thích liếm tay và mặc nó vào ban đêm. Vậy thì sao? Ha ha ha! Anh cậu cười chạy vào trong con ngõ, chiếc quần của cậu ta dường như bị dính vết máu nam sinh có chút tò mò cậu đi tới thùng rác mở cái túi rác màu đen mà bạn cùng bàn vừa vứt bên trong là một con chó bị tách rời thật kinh tởm cảm thấy có chút buồn nôn nam sinh vội vàng tránh xa khỏi thùng rác sau sáng nay cảm thấy mọi người ai cũng đều rất kỳ lạ mẹ thì mới sáng sớm đã nấu canh thịt mình hỏi mẹ có cần đánh thức bố dậy không mẹ cứ khăng khăng nói bố đã đến rồi bây giờ bạn cùng bàn thì bắt đầu giết chó thế giới này có phải xảy ra chuyện rồi không nam sinh không hiểu đang định rời khỏi đây để đi học thì mưa hoa bay lả tả trên bầu trời mở ô ra nam sinh còn chưa tiến lên vài bước đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông cao gầy cầm ô màu đỏ đi tới trước mặt mép ô che khuất khuôn mặt của người đàn ông xin lỗi đã không cẩn thận va phải anh nam sinh nhanh chân đi qua người đàn ông cao gầy người đàn ông này đứng trước mặt mình lúc nào vậy nhỉ vì tò mò nam sinh liếc nhìn phía dưới ô của đối phương một cái cậu điều chỉnh góc độ khi nhìn thấy khuôn mặt của đối phương não liền đông cứng trong giây lát người đàn ông với chiếc ô đỏ trên mặt trống rỗng không có gì hết tim đập loạn xạ nam sinh tăng tốc nhưng dù có chạy nhanh đến đâu thì người đàn ông cầm ô đỏ cũng sẽ xuất hiện xung quanh cậu đây là cái gì sao nó lại đi theo mình vậy không biết đã chạy bao lâu nam sinh cuối cùng cũng thoát khỏi anh ta cậu cầm ô cẩn thận nhìn xung quanh người đàn ông cầm ô đỏ thực sự đã biến mất trái tim treo lủng lẳng lại chui vào trong ngực nam sinh đang định hít một hơi thì đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó đang nhỏ giọt trên đầu mình không phải đang che ô hay sao chậm rãi ngẩng đầu lên trong chiếc ô của mình có một khuôn mặt của người đàn ông với thất khiếu đang chảy máu cậu nhìn thấy tôi rồi sao nam sinh nhìn khuôn mặt người dưới ô máu chảy ròng ròng từ hốc mắt người đàn ông xuống trán cậu nhãn cầu vỡ vụn cũng trượt xuống bên dưới người đàn ông cầm ô đỏ Khuôn mặt của anh ta đang ở dưới ô của mình. Cậu học sinh hét lên một tiếng, ném chiếc ô xuống đất. Mưa làm ướt tóc cậu, cảm giác ướt át nhấp nháp đó khiến cậu nhớ đến cảm giác máu chảy trên tóc lúc nãy. Cậu đưa tay ra vào đầu bứt tóc mình, nhưng đầu ngón tay lại càng ngày càng dính. Chuyện gì vậy? Tại sao nước mưa lại là màu đỏ? Chiếc ô vừa bị ném xuống đất bị gió lung lay. Nam sinh nhìn xuống dưới ô, khuôn mặt người với thất khiếu chảy máu đã biến mất. Không đúng nó đã chạy đi đâu rồi tái đi vì hoảng sợ nam sinh vô cùng bất an nhìn xung quanh người đàn ông cầm ô đỏ đang đứng ở đối diện con đường quái vật đó vẫn chưa rời đi mặt anh ta đã không còn ở dưới ô của mình nữa tại sao anh ta vẫn đi theo mình nước máu chảy dọc hai bên thái dương cảm giác nhớp nháp rất khó chịu đầu nam sinh như được quấn một lớp keo dính rất nhanh đông cậu cảm thấy vừa đau vừa ngứa không ngừng dùng hai tay gãi lên đỉnh đầu cậu càng gãi đỉnh đầu càng ngứa, máu chảy ra cũng càng nhiều. Không phải chứ, đầu tóc sạch sẽ không biết từ khi nào trở nên lồi lõm gồ ghề, bên dưới tóc hình như mọc ra một khuôn mặt người. A, à, nam sinh nhìn hai tay dính đầy máu tươi và vụn tóc, chạy về phía trước như điên. Rõ ràng là trời đang mưa, mà tầm mắt của nam sinh lại bị bao phủ bởi máu đỏ tươi, cậu không ngừng phát ra tiếng kêu quái dị, và trên phố cũng càng ngày càng có nhiều người giống như cậu chịu đựng cơn đau từ trên đỉnh đầu truyền đến, nam sinh vội vàng chạy vào một cửa hàng nhỏ bên cạnh, tầng một bán văn phòng phẩm và đồ ăn vặt, tầng hai là nơi ở của chủ cửa hàng. Có người không? Giúp tôi với. Nam sinh hận không thể xé rách da đầu mình ra, cậu thực sự không thể chịu nổi nữa, cầm lấy kéo trên quầy, đưa mặt đến trước chiếc gương. Cầm cây kéo sắc bén cắt phăng mái tóc ướt đẫm máu của mình, động tác của nam sinh ngày càng hung bạo, biểu cảm ngày càng gớm ghiếc cút ra mau. Cút ra khỏi đầu tôi ngay. Cây kéo cắt qua lớp da, đau đớn và ngứa ngáy thay phiên nhau dày vò, khiến cậu mất đi lý trí, trong miệng phát ra tiếng gầm, cậu đâm mạnh cây kéo vào đỉnh đầu, chết đi. Chết đi. Chết đi. Nghe thấy tiếng gào thét của nam sinh, chủ cửa hàng từ trên tầng 2 đi xuống, ai ở đó? Đến gần góc tường, chủ cửa hàng nhìn thấy nam sinh ngồi sổn sau kệ hàng, trên người mặc bộ quần áo dính máu với một chiếc kéo cắm trên đầu. Cảnh tượng này khiến chủ cửa hàng kinh hãi, "Bạn, bạn học, đầu của cậu." "Đầu của tôi." "Đầu của tôi ở đâu?" "Tôi không sờ thấy nữa." "Tôi cảm thấy rất ngứa." "Rất đau." Khuôn mặt đó muốn chui vào trong cơ thể của tôi. Nam sinh quay đầu lại, thất khiếu của cậu đang chảy máu, ngũ quan sai lệch, trong tròng mắt làm thành một mảng máu bẩn. Hai tay run run đưa tới chỗ chủ cửa hàng, nam sinh nhanh chóng bò trên mặt đất, "Anh có nhìn thấy đầu của tôi không?" trên đầu của tôi có phải có thứ gì không lấy nó ra dùng dao đào nó ra chủ cửa hàng liên tục lùi lại phía sau lấy điện thoại di động ra gọi cảnh sát nhưng máy bận anh ta không dám lại gần nam sinh cậu cậu đợi ở đây tôi sẽ gọi người đến giúp cậu ông chủ chạy về phía cửa của cửa hàng chưa kịp đến gần thì đã thấy trước cửa xuất hiện một người đàn ông cầm ô đỏ đứa trẻ đó có vẻ không ổn anh có thể mới nói được một nửa Ông chủ nhận ra có gì đó không đúng, người đàn ông đang cầm ô đỏ đó hình như không có mặt. Hai chân rung lẩy bẩy, ông chủ lập tức quay trở lại tầng 2, anh ta không quan tâm đến điều gì nữa, khóa trái cửa tầng 2 lại. Hôm nay làm sao vậy? Hình như khắp nơi đều có tiếng la hét. Vuốt điện thoại, màn hình nền điện thoại của ông chủ là ảnh của vợ anh ta, đối phương hình như đang mang thai mấy tháng. Trong lòng lo lắng trùng trùng, ông chủ nhanh chóng gọi điện cho vợ. Sau hơn 10 giây, người vợ mới kết nối, ông chủ cửa hàng lo lắng nói, Tiểu Vân, em đi khóa hết các cửa lại ngay lập tức, hôm nay trong thành phố có gì đó rất không ổn. Em còn đang mang thai nữa, tuyệt đối đừng chạy lung tung. Ừm, em biết rồi, anh cũng phải cẩn thận một chút. Giọng nói dịu dàng của người vợ vang lên từ trong điện thoại. Biết vợ không sao, ông chủ cửa hàng cũng thở vào nhẹ nhõm, bây giờ anh sẽ tìm cách về ngay, đợi anh nhé anh vẫn luôn trong cửa hàng thật sự đã vất vả rồi người vợ như nhớ ra điều gì đó đúng rồi em vẫn còn có một tin vui khác muốn nói với anh tin gì không phải lúc nào anh cũng muốn có con trai hay sao sáng nay em đã giúp anh kiểm tra rồi quả thật là con trai đó giọng nói dịu dàng của người vợ trở nên khàn khàn tiếng cười càng lúc càng kinh khủng cúp điện thoại ông chủ cửa hàng ngay ra anh ta không dám nghĩ đến những lời người vợ nói bên ngoài vang lên tiếng bước chân cánh cửa khóa chặt trên tầng hai đột nhiên bị đâm sầm vào máu màu đỏ tươi thấm vào nhà theo khe cửa không thể ở lại đây nữa rồi cái gã cầm ô sớm muộn gì cũng sẽ tới điều quan trọng nhất mà ông chủ cửa hàng muốn làm bây giờ là về nhà để xem người vợ đang mang thai của mình anh ta chạy đến cửa sổ tầng hai vừa mở rèm ra thì thấy người hàng xóm ở bên kia ngõ lúng cuốn đặt một thứ gì đó dưới người ở đây không an toàn mau rời đi ngay ông chủ cửa hàng hét vào mặt người hàng xóm sắc mặt của người hàng xóm càng kỳ lạ hơn tôi biết rồi tôi đã nhìn thấy rồi sao anh lại nhìn thấy vậy ông chủ cửa hàng mở cửa sổ cố gắng tìm cách trèo xuống dùng mắt chứ sao kính mắt từ trên ghế rơi xuống người hàng xóm ló đầu ra ngoài cửa sổ cổ anh ta đang dần dần dài ra rất nhanh đã từ cửa sổ nhà anh ta vươn đến nhà ông chủ cửa hàng thật đáng tiếc tối hôm qua anh đã khóa cửa sổ. Nhìn mặt người hàng xóm, ông chủ cửa hàng không còn dám chần chừ nữa, anh ta nhảy từ cửa sổ tầng 2 xuống. Một cái chân truyền đến tiếng xương trật khớp, anh ta lê cái chân bị thương tập tỉnh chạy ra khỏi ngõ. Giọng nói của người hàng xóm vang lên sau lưng, ông chủ cửa hàng đau đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng không dám dừng lại. Cứu mạng! Cứu mạng! Ông chủ cửa hàng cố hết sức đi về phía trước, cặp đôi trẻ kinh doanh cửa hàng điện thoại di động bên cạnh vừa hay ngã vào nhau đi vào trong ngõ a muội tiểu thành mau đến giúp tôi con ngõ này bị quỷ ám rồi ông chủ cửa hàng nhận ra cặp đôi trẻ liền tri hô lớn tiếng nhưng khi tiến lại gần thì phát hiện đôi nam nữ có điều gì đó bất thường bạn trai tiểu thành ôm chặt eo bạn gái các cơ trên mặt co giật không thể kiểm soát bạn gái a muội hơi cúi đầu xuống gương mặt trang điểm rất dày rất xấu a à, muội trang điểm trên mặt em là thế nào vậy ông chủ cửa hàng cảnh giác dừng lại là người khác trang điểm cho em à thấy ông chủ đã nhìn ra một đường gân xanh nổi lên trên mặt tiểu thành là tôi trang điểm cho cô ấy tôi cũng không ngờ mới chưa được bao lâu những đống xác chết đã phủ kín cả khuôn mặt bàn tay giấu ở phía sau chậm rãi duỗi ra tiểu thành càng lúc càng cười to trong tay cầm một con dao dính đầy mảnh vụn không sao lần này tôi sẽ trang điểm cẩn thận cho anh cầm dao lao tới, khuôn mặt của Tiểu Thành đầy điên cuồng. Ông chủ cửa hàng muốn chạy thoát, nhưng vết thương ở chân đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến anh ta. Miệng bị bịt chặt, máu chảy ra, anh ta đã lung tung vào Tiểu Thành, dùng sức lực cuối cùng lật úp thùng rác bên cạnh. đủ thứ rác rưởi vương vãi khắp nơi, trong đó có một chai coca rơi từ thùng rác xuống, lăn ra ngoài ngõ va và vào một đôi giày thể thao. Chủ nhân của đôi giày có mái tóc nhuộm vàng cậu ta đeo tai nghe miệng đang đọc tiếng anh theo giọng nói trong tai nghe liếc nhìn chai cô ca học sinh tóc vàng hơi khó hiểu cậu quay lại nhìn con ngõ bên cạnh trác thải vương vải khắp nơi cứ như thể có ai đó đã đánh nhau ở đó trước đây mình cũng đã từng ra vào các con ngõ cảm thấy đánh nhau rất ngầu cho đến khi gặp phải ác quỷ đó học sinh tóc vàng rùng mình một cái cậu nhớ lại những gì mình đã trải qua bố của học sinh cùng trường vì để dụ những kẻ xấu ở hạ thành ra đã lấy cậu ra làm mồi nhữ, cố tình dụ các thành viên băng đảng cướp cậu, còn giả quỷ để hù dọa. Dùng đủ mọi thủ đoạn đe dọa cậu. Không được. Mình nhất định phải vượt qua kỳ thi, cho dù có học lại 10 năm, cũng phải hoàn thành thỏa thuận với bố của phó sinh. Chết tiệt, mình phải vượt hẳn mọi người, không bao giờ trở lại thành phố này nữa. Vặn to tai nghe, tóc vàng chuyên tâm luyện nói ngoại ngữ, cậu ta từng không chút hứng thú gì với việc học, giờ để thi đậu, mặc cho gia đình can ngăn ngày nào cũng học ngày học đêm hoàn toàn bị mê hoặc nói thẳng ra là gia đình cậu ta đều rất lo lắng để tránh làm tổn thương lòng tự trọng của cậu đều lén mời một bác sĩ tâm lý về đóng giả làm gia sư nỗ lực phấn đấu chăm chỉ sẽ được đền đáp sau khi động viên tinh thần cho mình xong tóc vàng cúi đầu đi về phía trước cậu muốn dùng toàn bộ thời gian rời rạc để học tập hoàn toàn đắm chìm trong đại dương tri thức Đèn giao thông ở ngã tư đổi màu, Tóc Vàng dừng lại, cậu đang sửa phát âm theo giọng nói trong tai nghe, nhưng bên tai đột nhiên vang lên tiếng khóc của trẻ con. Tại sao lại có người đang khóc? Nhìn xung quanh, Tóc Vàng phát hiện hôm nay trên đường rất ít người, hơn nữa đã hơn 7 giờ rồi, trời còn chưa sáng, mình đã nhìn nhầm thời gian hay sao? Tiếng khóc càng ngày càng rõ ràng, Tóc Vàng cẩn thận lắng nghe hồi lâu đột nhiên nhận ra, âm thanh đó không phải phát ra từ xung quanh, mà là từ tai nghe của mình cậu nhanh chóng tháo tai nghe ra tiếng la hét tiếng kêu cứu và tiếng khóc truyền tới từ bốn phương tám hướng tóc vàng sững sờ đứng ở ngã tư dần dần tiếng khóc của đứa trẻ ban đầu chỉ có trong tai nghe trực tiếp vang lên ở phía sau đầu cậu tóc vàng vặn vẹo cổ nhìn về phía cửa kính cửa hàng bên cạnh có một đứa trẻ dị dạng đang nằm sau lưng cậu hai tay nhỏ bé đang nắm lấy tai nghe của cậu không phải mình đã cõng nó đi suốt cả quãng đường đấy chứ đứa trẻ cũng biết rằng mình đã bị nhìn thấy nó thả chiếc tay nghe ra giơ hai tay lên và dùng những ngón tay sắc nhọn chọc về phía hai tay tóc vàng tóc vàng hoàn toàn bị sợ ngây ngốc đứng tại chỗ nội tâm cậu hoàn toàn bị sợ hãi chi phối cẩn thận một khuôn mặt quỷ máu thịt mơ hồ lặng lẽ xuất hiện tóc vàng bị người ta đẩy ngã xuống đất tiểu quỷ bám sau lưng cậu bị một nữ quỷ trung niên nghiền nát hấp thu ngồi dưới đất tóc vàng còn chưa kịp định hình tình huống cánh tay đã bị một người phụ nữ cầm điện thoại di động túng lấy đi theo tôi tôi không chị nhất định cũng là quỷ chị kéo tôi đến nơi không có người sau đó tóc vàng chưa kịp nói xong đã thấy nữ quỷ trung niên lao về phía mình khiến cậu ta sợ đến mức lăn bò đi theo người phụ nữ trẻ chạy về phía một con đường nhỏ bên cạnh mười phút sau tóc vàng vẫn còn đang bàng hoàng trốn trong nhà kho của một cửa hàng tiện lợi người phụ nữ đã cứu cậu cũng ở bên cạnh cảm ơn chị tóc vàng thở hổn hển lúc này cậu đến nói cũng không dám lớn tiếng bên ngoài rút cuộc có chuyện gì vậy mọi người đều như bị điên rồi cậu phải học cách làm quen với nó hôm nay có thể là một ngày bình dị nhất trong cuộc sống tương lai của cậu tiểu vưu cầm chiếc điện thoại di động dính máu treo trên cổ mẹ cô luôn ở bên cạnh cô tôi tên là vưu y bà ấy là mẹ tôi có người nhờ tôi đến gặp cậu hỏi vài chuyện hỏi tôi tóc vàng với vẻ mặt khó hiểu. Người đó tự nhận là bố của phó sinh, anh ấy muốn hỏi một số thông tin có liên quan đến phó sinh. Trong một năm qua phó sinh có làm chuyện gì rất đặc biệt không? Tiểu vưu bấm một dãy số, rồi đưa điện thoại cho tóc vàng. Nhìn điện thoại di động đẫm máu, hai chân tóc vàng mềm nhũng, cậu chỉ là nghe thấy mấy chữ bố của phó sinh, cơ thể đã không khỏi trung lên, cảm giác sợ hãi bị chi phối đó lại quay trở lại nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha chuẩn bị tinh thần một lúc lâu cuối cùng tóc vàng cầm lấy chiếc điện thoại di động dính máu dưới sự cưỡng ép của lệ quỷ cậu từ từ đưa điện thoại lên tai tim đã treo cạnh ngay cổ họng alo xin chào tôi nhớ cậu và phó sinh là học sinh cùng trường trong một năm vừa qua cậu ấy có làm chuyện gì quá giới hạn trong trường không giọng của hàng phi truyền ra từ trong điện thoại sau khi tóc vàng nghe thấy thì hơi chút nghi hoặc bởi vì giọng của Hàng Phi không giống với giọng của Phó Nghĩa. Khi cậu ta còn đang kinh ngạc, Hàng Phi lại lên tiếng, cậu tốt nhất nên thành thật trả lời tôi, nếu dám có ý tứ lệch lạc nào, lần này tôi sẽ ném cậu ra đường, dùng cậu để dụ dỗ quỷ quái đấy. Ngay cả khi giọng nói đã thay đổi, nhưng ngữ khí nói chuyện thì không lẫn đi đâu được, mọi nghi ngờ trong lòng tóc vàng lập tức biến mất, cháu chào chú, cháu cũng không quen thân với phó sinh cho lắm. Nghe các bạn cùng lớp của cậu ấy nói rằng, cậu ấy sau một khoảng thời gian nỗ lực học tập chăm chỉ, đã dễ dàng thi đổ thủ khoa trong toàn trường, sau đó thì trở nên hơi khác người. Khác người. Đúng vậy, tình trạng cậu ấy nói chuyện với quỷ ngày càng nghiêm trọng, trên mặt cậu ấy không còn nhìn thấy sự vẻ vui nữa, như thể ngày tận thế sắp đến, nhưng chỉ có một mình cậu ấy biết vậy. Vì để không bị làm mồi nhữ, tóc vàng cố gắng để cho hàng phi thấy những giá trị khác của mình, chúng cháu đều không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy, từ một thời điểm nào đó, cậu ấy dường như đặc biệt ghét việc phải đưa ra lựa chọn, tất cả các đề trắc nghiệm trong giấy kiểm tra cậu ấy đều để trống. Mỗi ngày cố định một quỹ đạo cuộc sống như nhau, ăn món ăn giống nhau, nếu như món ăn đó đã bán hết, cậu ấy thà đói còn hơn đi ăn thứ khác. Đây đã không còn là chứng khó lựa chọn nữa rồi, cậu ấy đang khủng hoảng lựa chọn. Hàng Phi cảm thấy phó sinh trong hiện thực chính là từ lúc này đã lấy được hộp đen, cậu ấy phải đưa ra quyết định sẽ ảnh hưởng đến cả đời mình. Có điều cậu ấy dường như rất biết ơn chú, khi đau khổ và khó chịu nhất, cậu ấy đều sẽ viết thư cho chú, lấy điện thoại di động mà chú mua cho cậu ấy để soạn thảo tin nhắn, chú là chỗ dựa cho cậu ấy. Tóc vàng biết cách nói chuyện hơn trước nhiều, mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy trong một thời gian, sau đó phó sinh không bao giờ đến trường học nữa. Cậu có biết cậu ấy đã đi đâu không? Có người đã nhìn thấy cậu ấy ở công viên vui chơi vào ban đêm, có người nói cậu ấy thích quay lại trường học vào ban đêm để tự học, còn có người nói cậu ấy đã chết rồi. Bọn họ nhìn thấy thi thể của cậu ấy bị treo trên chiếc đồng hồ trong tòa nhà thời đại. Tóc vàng nói đến đây, hình như chợt nghĩ ra điều gì đó, "Đúng rồi, khoảng vài tháng trước." Trong trường học có một giáo viên đã đến tìm Phó Sinh, cô ấy đã nhìn thấy Phó Sinh ở bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ. Cô ấy nói rằng lúc đó bên cạnh Phó Sinh tập hợp rất nhiều thứ đặc biệt, cậu ấy dường như đang chuẩn bị khâu tất cả những thứ đó vào cơ thể mình cậu ấy muốn dung hợp với quỷ hay sao? Hàng Phi cao mày khi nghe thấy điều này, phó sinh dường như không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thử một thứ điên rồ như vậy. Cũng không nhất định là quỷ. Tóc vàng quay đầu lại liếc mắt nhìn về phía mẹ tiểu vương một cái, dù sao thì cháu nghe vị giáo viên đó nói, những thứ vây quanh cậu ấy không hề làm hại đến cô ấy, còn khuyên cô ấy đừng quan tâm đến cảm xúc của bọn họ, hãy cùng nhau tìm cách cứu nhiều người hơn. Quỷ hy vọng lựa chọn của phó sinh đưa ra là cứu người, những con quỷ đó đang giúp cậu ấy đưa ra lựa chọn. Hàng Phi đã có chút hiểu tại sao nữ sinh lại trở thành bộ dạng như vậy, cả chuyện này phức tạp hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Chú ơi, những dự đoán của phó sinh không phải đều là thật đấy chứ. Cậu nói xem. Lệ quỷ, quái vật và người điên xuất hiện khắp nơi trong thành phố, cái gọi là luyện ngục, cũng chỉ có vậy thôi. Hàng Phi bảo tóc vàng trả lại điện thoại cho Tiểu Vưu, hai người cứ ở nguyên chỗ cũ, tôi sẽ đưa người đó đến đó ngay lập tức, chú ý bảo vệ chính mình. Hàng Phi đang ngồi trong xe taxi cúp điện thoại, hắn nhìn thấy tình cảnh thê thảm ngoài cửa sổ, trái tim cứng trắng lạnh lùng cũng có chút dao động. Trong thành phố siêu lớn với dân số hơn 10 triệu người này, mỗi giây mỗi phút đều đang phát sinh đủ các loại thảm kịch khác nhau, mặt trời không mọc như đã định, quỷ quái chui ra từ đêm đen, tiếng khóc và tiếng kêu cứu đã trở thành những âm thanh mà mọi người quen thuộc nhất. Thật là kinh khủng. Tiểu giả hít vào một hơi lạnh, anh ta thậm chí không dám nhìn cảnh tượng ngoài cửa kính xe. Cậu có phát hiện ra một chuyện không? Hàng Phi nhìn chầm chầm quan cảnh lướt nhanh qua ở hai bên đường, lúc chúng ta ra khỏi khu tập thể công viên vui chơi, tình hình còn chưa nghiêm trọng đến như vậy, càng tới gần khu vực công viên vui chơi, xác suất quỷ xuất hiện ngày càng nhiều, con người cũng càng trở nên điên rồ bất thường hơn. Bây giờ tôi không dám nghĩ đến điều gì nữa rồi. Tiểu giả ôm đầu của mình, thế giới tầng sâu dung hòa với hiện thực quỷ quái xuất hiện khắp nơi điều này còn đáng sợ hơn cả ngày tận thế tôi cảm thấy thà chết đi còn nhẹ nhõm hơn sự kiện linh dị thường xuyên xảy ra thành phố bị nhuốm màu máu số lượng và chủng loại của quỷ quái quá nhiều con người dường như chỉ là những món đồ chơi không chỉ tiểu giả mà ngay cả những người chơi khác cũng phải khiếp sợ đây nào phải là một trò chơi ấm áp và chữa trị tất cả các trò chơi thuộc thể loại ngày tận thế đều không đáng sợ và tuyệt vọng như thành phố này. So với bọn họ, chúng ta vẫn còn may mắn, ít nhất chúng ta còn có công cụ để phản kháng. Hàng Phi nhìn mấy tòa cao ốc bên ngoài cửa sổ xe, khi sự kinh khủng chưa xác định ập đến, phần lớn mọi người chỉ có thể khóa trái cửa, trốn ở trong nhà của mình, chờ đợi cái chết đến gõ cửa. Trong tất cả mọi người, chỉ có duy nhất Lý Quả Nhi im lặng lái xe, cô không tham gia vào cuộc nói chuyện của mọi người, bây giờ có nói gì cũng vô ích, phải làm nhiều chuyện hơn nữa mới có thể cứu được nhiều người hơn. Chiếc xe taxi màu đen đi phía trước mở đường, hai chiếc xe vang của những người chơi đi theo phía sau, đội ngũ của hàng phi đã mở rộng đến 13 người, những người này đều được hắn lựa chọn cẩn thận, năng lực của bọn họ ít nhiều đều có khả năng gây ra ảnh hưởng đến quỷ quái. Thực ra hàng phi hoàn toàn có thể mặc kệ những người chơi đó, nhưng hắn còn có một kế hoạch sâu xa hơn, hắn muốn huấn luyện những người chơi đã chết không biết bao nhiêu lần trong thế giới ký ức điện thờ này để bọn họ cũng có một trái tim dũng cảm không còn sợ quỷ của thế giới tầng sâu nữa nếu thế giới tầng sâu trong tương lai thực sự vượt ra khỏi tầm kiểm soát và dung hợp với hiện thực thì những người chơi này có thể trở thành hạt giống bén rễ và nảy mầm trên mảnh đất tương ứng của bọn họ phát triển thành những cái cây có thể che chở cho nhiều người hơn một giờ sau hàng phi đến nơi tiểu vưu và tóc vàng đang trốn mang theo bọn họ cùng đến bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ. Hàng Phi có ấn tượng rất sâu sắc với bệnh viện đó, nhưng hắn vẫn còn một số chi tiết cụ thể chưa nhớ ra. Đẩy cửa lớn bệnh viện ra, Hàng Phi lập tức giơ tay, ra hiệu cho mọi người chậm lại. Bên ngoài bệnh viện khắp nơi đều là tiếng la hét và tiếng than khóc, nhưng bên trong bệnh viện lại yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả một cây kim rơi xuống đất. Trong bệnh viện không có quỷ. Hay là trong bệnh viện có một con quỷ khủng khiếp nhất, nó đã giết chết tất cả mọi người. Hàng Phi tóm lấy tóc vàng đến trước mặt mình, dẫn đường. Cái gì? Tại sao lại là cháu? Khóe môi tóc vàng chua xót, cảm thấy mật đang dâng trào lên từng đợt, nếu như thời gian có thể quay ngược lại, cậu ta sẽ không bao giờ bắt nạt phó sinh nữa. Đừng nói nhảm nữa, giáo viên của cậu nói nhìn thấy phó sinh ở đâu. Phòng cấp cứu ở tòa nhà số 7, chính là nơi mà mẹ cậu ấy qua đời. Tóc vàng miễn cưỡng đi phía trước. Hàng Phi cùng tất cả người chơi đi theo. Thăm lại những ám ảnh cũ, nhưng ở đây cảnh còn người đã mất, trong bệnh viện không nhìn thấy một bóng người nào, cứ như tất cả những thứ có thể động đậy đều đã bốc hơi. Hàng Phi, hãy cứu con gái tôi trước đi, vết thương trên người của Diêm Lạc cần phải được chữa trị cẩn thận một lần nữa. Não tiền nhiệm cũng rời khỏi tập thể công viên vui chơi cùng Hàng Phi, hiện tại tình trạng của con gái anh ta không được khả quan. Tình trạng của cô gái Diêm Lạc này tương đối phức tạp, Cô bé dưới sự dụ dỗ của cánh bướm đã bị đố kỵ chiếm giữ tâm thần, làm hại rất nhiều người. Mẹ cô bé càng vì để sửa chữa linh hồn cho con gái, đã giết chết tất cả những cô gái mà Diêm Lạc đố kỵ. Cặp mẹ con này thực ra cũng chẳng khác gì ác quỷ, đến những người chơi còn rất căm ghét bọn họ. Bọn họ có lỗi, bọn họ đáng chết, nhưng bây giờ bọn họ vẫn chưa thể chết được, năng lực của vợ tôi có thể giúp đỡ cho mọi người. Não tiền nhiệm cố hết sức thuyết phục hàng phi, cô ấy đã giết chết 10 người, nếu như bọn họ có thể cứu được 100 người. Nhưng 10 người bị bọn họ giết chết cũng không thể sống lại nữa. Hàng Phi không đôi co vấn đề này với não tiền nhiệm nữa, đi qua khắp các gian phòng bệnh. Càng đi vào bên trong bệnh viện, xung quanh càng vắng lặng. Các y tá và bệnh nhân có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi vào ngày bình thường dường như đều đã bị nhốt lại, hoặc nhìn chỉ có những bức tường nhợt nhạt, sàn nhà nhợt nhạt và những cánh cửa khép hờ có người hình như đã đi trước chúng ta một bước, rất nhiều cửa phòng bệnh đã bị phá hoại. Khi bọn họ đến tòa nhà 6, con mèo xấu xí trong ba lô của hàng phi đã nhảy ra, nó men theo cầu thang chạy vào lối đi của tầng hầm. Dưới lòng đất của bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ có một lối đi bí mật, nối liền bảy tòa nhà lại với nhau, chỉ có một số ít bác sĩ đủ tiêu chuẩn vào đó. Có cảm giác nhiệt độ đã giảm xuống rất nhiều. Tiểu giả vô thức hạ thấp giọng xuống, như thể nói to sẽ thu hút quái vật gì đến vậy. Mọi người hãy chú ý đến những bức tường xung quanh, những hoa văn vẽ trên đó rất giống với những hoa văn trong nghi thức tái sinh của lớp học thêm lam trắng. Ngón tay của Lý Quả Nhi nhẹ nhàng chạm vào bức tường, những hoa văn đó giống như những xúc tu có sự sống vậy còn biết tự động co lại. Xem ra mộng đã đến đây rồi. Hàng Phi chấp nối những mảnh ký ức rải rác trong tâm trí lại, Phó Sinh và Mộng đã là kẻ thù của nhau từ rất lâu, sau khi thế giới tầng sâu bị phong tỏa, hai người dường như đều bị nhốt trong thế giới tầng sâu. Phó sinh ban đầu có được sự hỗ trợ của những người quản lý khác, kế thừa ý tưởng của bọn họ, nhưng cho dù là như vậy vẫn không thể giết được cánh bướm hoàn toàn. Hàng Phi bây giờ không có gì cả, đối địch với tất cả mọi người, liệu hắn có thể tiến xa đến đâu? Tiếng cười điên cuồng đến từ cô nhi viện màu máu trong tâm trí của mình, anh ta hẳn cũng được coi là một người khác của mình. Hàng Phi không có sự hỗ trợ của lực lượng bên ngoài, hắn thực ra đã nhận ra một chuyện từ rất sớm, khi hắn rơi vào tuyệt vọng, chỉ có thể tự cứu lấy mình thôi. Những hoa văn nghi thức dưới tầng hầm đã nối liền thành một mảng, nhìn như thế này trông rất đáng sợ, mộng hình như chuẩn bị dùng toàn bộ bệnh viện để làm tế đàn, tế sống tất cả các bác sĩ và bệnh nhân trong bệnh viện. Nếu như trước đây mình không thay đổi vận mệnh của bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ, vậy thì ở đây sẽ giam cầm hầu hết những người tuyệt vọng và điên rồ trong thành phố, cho dù đó là những người giàu có điên cuồng vì tuổi thọ và sắc đẹp, hay những người bình thường bị cuộc đời xô đẩy đến gục ngã thì những sơ hở trong trái tim bọn họ đều sẽ bị cánh bướm lợi dụng, trở thành tế phẩm tái sinh cho nó. Hàng Phi biết bệnh viện này rất quan trọng, nhưng không ngờ mộng với tư cách là người quản lý công viên vui chơi cũng nhắm vào đây. Tiếp tục đi xuống dưới, màu sắc của hoa văn đậm hơn, trong đó bắt đầu có lẫn cả vết máu. Khi đến tầng hầm thứ hai, tất cả các hoa văn đã được thay thế bằng đủ các thể loại tóc, tóc lấy từ bệnh nhân và bác sĩ phủ đầy mặt đất cuối cùng hàng phi cũng nhìn thấy người sống đầu tiên trong bệnh viện đỗ tỉnh khi nhìn thấy khuôn mặt đó trong đầu hàng phi nảy ra một cái tên sau khi đỗ xu qua đời chị gái của cô ta là đỗ tỉnh trở thành người đứng đầu mới của bệnh viện trong ấn tượng vận mệnh đã được thay đổi người đáng lẽ phải chết lại được hàng phi cứu sống mọi chuyện đều phát triển theo chiều hướng tốt đẹp nhưng đỗ tỉnh lại không có được hạnh phúc tại sao lại như vậy trong tay của tân viện trưởng đỗ Tỉnh cầm hai cây bút nhọn trên thân một cây bút viết hận trên thân một cây bút viết yêu cô ấy giống như đang đan áo đang những sợi tóc đen đầy trên mặt đất những chiếc đầu lâu treo lơ lửng giữa tầng hầm thứ hai và tầng hầm thứ ba có bệnh nhân cũng có bác sĩ mộng mang đến cho mọi người một cái kết công bằng nhất để những con người ấy vẫn đắm chìm trong cơn ác mộng do cánh bướm kịch nên cho đến chết như nhận ra được điều gì đó đỗ tĩnh đột nhiên dừng động tác trên tay cô quay đầu lại liếc nhìn mọi người, sau đó lại tiếp tục đan tóc đen. Đỗ tỉnh Hàng Phi nhận thấy đôi mắt của đối phương đờ đẫn, như mất hết hy vọng, trở thành con rối bị ác mộng thao túng. Đi về phía trước, Hàng Phi nhìn thấy đỗ tỉnh đang đan tóc đen của bệnh nhân thành những thứ khác nhau, bao gồm có quần áo trẻ em, có quả bóng đá, còn người không thể quên nhưng sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Mỗi lần dệt xong một món đồ, thì sẽ có một cái đầu của bệnh nhân nhắm mắt lại, Đỗ Tĩnh Như đang dùng cách này để đánh cắp nguyện vọng và kỳ vọng tốt đẹp của từng người bệnh. Những thứ cô đang ra sẽ tồn tại trong một thời gian, sau đó tóc của những người chết sẽ trở thành một phần của hoa văn khổng lồ trên tường. Mộng để lại tất cả những cảm xúc tiêu cực cho người sống, cướp đi tốt đẹp duy nhất còn lại của bọn họ. Hàng Phi muốn ngăn đổ tỉnh lại, nhưng sau khi tay hắn chạm vào cô ấy, đối phương không có bất kỳ phản ứng nào khi hắn muốn ngăn không cho đổ tỉnh đang nữa cô ấy đột nhiên vung bút trong tay như điên trong miệng hét tên con gái mình rồi tấn công hắn chẳng lẽ mộng đã mang con gái của cô ấy đi dùng con gái của cô ấy để uy hiếp trong hiện thực con gái của đỗ tỉnh vẫn còn sống thậm chí còn trở thành bạn của phó sinh và phó thiên có thể lúc đầu chính cái chết của phó sinh đã giữ được người con gái đó thật tiếc là trong hiện thực ngoài mình ra không còn ai biết về sự tồn tại của phó sinh nữa đi ngang qua đỗ tỉnh Hàng Phi đến tòa nhà số 7 qua hành lang tầng hầm, hắn cũng nhìn thấy cảnh tượng kinh ngạc nhất của mình tại bệnh viện sau khi tỉnh lại. Toàn bộ phần ngầm của tòa nhà số 7 đã bị khoét rỗng, thi thể của các bệnh nhân và bác sĩ được sử dụng làm gạch xây, xây nên một tòa nhà số 8 hướng xuống dưới. Giữa tòa nhà số 7 và tòa nhà số 8, có đặt một tấm gương khổng lồ, trên chiếc gương có viết ngày sinh của một người, trong gương thì giam cầm một người thanh niên rất giống phó sinh cánh bướm trong tòa nhà chết chóc lấy mình làm thể xác để hồi hồn tái sinh, còn thể xác mà mộng chọn có khi nào là phó sinh trước đây không? Tám loại công cụ được sử dụng trong nghi thức tái sinh, chiếc gương có ghi sinh thần bát tự là một trong những thứ gương quan trọng nhất, nó phản chiếu quá khứ, ngăn cách giữa giấc mơ và hiện thực, một mặt là âm, một mặt là dương, trong tất cả nghi thức tái sinh đều có sự tồn tại của nó. Đứa trẻ đó sao lại ở trong chiếc gương? Tiểu giả sát đến gần hàng phi, anh ta muốn ôm chặt lấy đùi của lãnh đạo cũ. Nghe nói con người khi chết đi, một phần linh hồn của bọn họ sẽ lưu lại trong chiếc gương mà họ thường soi khi còn sống, có lẽ đây cũng dùng nguyên lý tương tự. A trùng đứng ở phía bên kia của hàng phi, kể từ sau khi anh ta nhìn thấy cánh tay đầy vết thương của hắn đã cảm thấy hắn và mình là cùng một loại người, trở thành kẻ bám biết. Hàng Phi không trả lời câu hỏi của hai người, chỉ cầm sợi dây đỏ bước về phía trước. Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ được bố trí như một tế đàn, 8 tòa nhà lớn tương ứng với 8 loại công cụ, mộng sẽ hoàn thành tái sinh ở đây. Ban đầu hàng phi nghĩ rằng phó sinh là lựa chọn của ba vị quản lý công viên vui chơi, bây giờ hắn mới nhận ra, mộng cũng đang nhắm vào phó sinh, phó sinh hẳn là sản vật của sự thỏa hiệp và tính toán lẫn nhau của tất cả những người quản lý của công viên vui chơi. Bên dưới lòng đất của tòa nhà số 7 đã từng xảy ra một vụ sập quy mô lớn, người phụ trách dự án trùng tu vẫn luôn là đổ tỉnh, đáng tiếc cô ấy sớm đã bị mộng kiểm soát, toàn bộ bệnh viện đều bị cải tạo thành hình dạng mà gã muốn. Những thi thể lấp đầy hố sâu tạo thành tòa nhà số 8, kinh khủng, tuyệt vọng, cảm xúc tiêu cực đang không ngừng lên men, dường như tương ứng với thế giới tầng sâu. Bên trên tòa nhà số 8 lại là tòa nhà số 7 sạch sẽ ngăn nắp, tượng trưng cho chữa trị, hy vọng và cái chết. Những bệnh nhân hồi phục đã lấy lại nụ cười, ra về cùng với gia đình, những bệnh nhân không được cứu bị chuyển xuống lòng đất, thi thể lạnh dần của bọn họ trở thành một viên gạch xây nên thế giới tầng sâu. Hàng Phi dẫm lên thi thể trèo lên trên, hắn cũng lấy sợi tóc đen treo trên không trung, như đang trèo lên một tảng đá đến chỗ nối liền giữa tòa nhà số 7 và tòa nhà số 8. Hít sâu một hơi, Hàng Phi không quan tâm đến mùi hôi thối thoát ra trong không khí, ngón tay của hắn cắm vào thi thể, từng chút một lại gần chiếc cương. Người thanh niên bị nhốt trong chiếc cương nghe thấy tiếng động, quay lưng về phía gương, cuộn mình trong góc, ôm chặt hai chân, vùi đầu vào giữa hai đầu gối. Cậu không dám nhìn ra thế giới bên ngoài, càng không có đủ dũng khí để bước ra khỏi chiếc gương. Phó sinh Hàng Phi dừng lại trước chiếc gương cực lớn, hắn nhìn người thanh niên trong gương, những ký ức vụn vỡ trong tâm trí dần dần được ghép lại với nhau, khôi phục lại ra từng cảnh tượng. Người thanh niên trong gương cũng giống như phó sinh trong ký ức của hắn, mọi thứ dường như đều trở lại lúc mới gặp nhau lần đầu phó sinh nhốt mình trong phòng không chịu giao tiếp với bất kỳ ai thế giới đầy ác ý đối với cậu cậu cô đơn và đau đớn phó sinh hàng phi hét lên về phía chiếc gương nhưng người thanh niên lại bất động thậm chí cũng không ngẩng đầu lên người thanh niên co ro trong góc phòng mới là phó sinh trong ký ức của hàng phi không phải là những mảnh vụn ký ức của phó sinh cậu hẳn vẫn còn nhớ tôi chứ trong công viên nhỏ đó chúng ta đã cùng nhau ăn trưa cho mèo ăn tay của hàng phi chạm vào mặt gương nhưng chiếc gương cứng trắng lạnh lẽo giống như một cái lồng không bao giờ có thể phá vỡ giọng nói của hàng phi cũng không thể truyền vào thứ bảo lưu trong chiếc gương là hồn dẫn mộng có thể thông qua tàn hồn trong gương để thao túng người thanh niên kia dần dần đạt được mục đích khống chế đối phương diêm lạc bị thương đột nhiên lên tiếng mẹ của cô gái muốn thể hiện giá trị của mình mộng đã chuẩn bị cho mình tám thể xác diêm lạc và phó sinh đều là sự lựa chọn của gã có điều hoàn cảnh của phó sinh rất đặc biệt, những người quản lý khác cũng đều coi trọng cậu ấy. Làm thế nào mà chị biết những chuyện này? Tôi đã từng nhìn thấy cậu ấy vào ban đêm ở công viên vui chơi, người và quỷ đều muốn truyền ý tưởng của mình vào đứa trẻ đó, để cậu ấy trở thành chủ nhân mới của công viên vui chơi. Vẻ mặt của Diêm Lạc đầy dữ tợn, bây giờ vẫn là mẹ cô gái đang kiểm soát thân thể, tập thể công viên vui chơi, bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ, ngoài hai nơi này, trong thành phố còn có 6 nơi khác cũng cất giấu thể xác của mộng. Mọi người nếu như muốn phá hủy nghi thức của mộng, buộc phải phá hủy tất cả thể xác mới được. Đều nói thỏ không ba lỗ, mộng đã chuẩn bị cho mình 8 con đường lui. Xem ra thời gian rất eo hẹp. Hàng Phi gật gật đầu, để tiểu giả bế phó thiên đến, bọn họ hợp lực đặt cậu bé phó thiên đến phía trước gương. Không cần Hàng Phi lên tiếng, phó thiên đã nằm bò lên trên gương, trong miệng gọi tên anh trai mình, cậu bây giờ là một đứa trẻ mới mấy tuổi tách khỏi mẹ ở cùng với một đám người đang trên đường chạy trốn bình thường vẫn duy trì được sự điềm tĩnh bây giờ vừa nhìn thấy người thân của mình lập tức lộ ra mặt yếu đuối phó thiên đã khóc cậu nhìn thấy anh trai người mà cậu coi như hình mẫu của mình đang bị nhốt trong chiếc gương trông vô cùng nhếch nhác mẹ vẫn luôn đi tìm anh mẹ còn nói dối em rằng anh đã sang tỉnh khác học rồi tối nào mẹ cũng gọi điện thoại thu thập các manh mối mẹ thực sự rất nhớ anh. Giọng nói non nớt mang theo tiếng khóc, người thanh niên trong gương khẽ động đầy tai, nhưng cơ thể vẫn không có bất kỳ phản ứng gì. Anh Khi giọng nói của Phó Thiên trở nên lớn hơn, sự im lặng của bệnh viện cũng bị phá vỡ, trên những thi thể được dùng làm gạch xây dường như có côn trùng đang bò. Mái tóc đen rủ xuống khẽ đung đưa, trong lòng đất rõ ràng không có gió, vậy mà tóc đen lại xoắn lại với nhau, giống như một con bọ mắt vào bụi đất. Mộng đều có bố trí cạm bẫy ở gần mỗi nghi thức tái sinh, cạm bẫy trên người của Diêm Lạc chính là cánh bướm có thể rơi vào trong mơ, cạm bẫy ở đây tôi cũng không biết là gì, mọi người tốt hơn hết nên cẩn thận một chút. Sau khi mẹ của Diêm Lạc nói xong, nắm lấy cánh tay của não tiền nhiệm, nhìn đối phương một cái, ra hiệu cho ông sẵn sàng rút lui. Trong thế giới của mẹ Diêm Lạc, tất cả mọi thứ cộng lại đều không quan trọng bằng con gái, con gái đã trở thành chấp niệm của bà cậu bé phó thiên thì không hiểu những điều này trên cả đường đi cậu rất sợ hãi sau khi nhìn thấy người anh trai mà cậu đã lâu không gặp ủy khuất và bất an trong lòng cậu hoàn toàn bùng phát cậu muốn thức tỉnh anh trai mình sau khi bố đi anh trai là trụ cột của gia đình đã hứa sẽ cùng nhau chăm sóc mẹ cố gắng hết sức để sống tiếp nhưng anh ấy đã bỏ chạy một mình biến mất trong đám đông mà không có tin tức gì cậu không hiểu cũng nghĩ không thông nhưng để không làm mẹ buồn cậu không dám hỏi anh trai cháu có nỗi khổ riêng giữa người và quỷ cậu ấy đã lựa chọn người từ khía cạnh này cậu ấy thực sự không thể bị coi là một người xấu ít nhất là so với chú cậu ấy càng giống một người tốt hơn điện thờ ký ức này chính là tái hiện lại mọi chuyện đã xảy ra trong quá khứ trước mắt hàng phi cũng coi như là lần cuối cùng phó sinh muốn thuyết phục hắn đã bị chứng minh là con đường sai lầm không cần thiết phải đi tiếp một lần nữa để bước đi trên một con đường mới rất khó sẽ phải đối mặt với những trở ngại từ mọi thế lực cũ và mới, nhưng trên đời này có rất nhiều thứ, không vì khó khăn mà có thể bỏ cuộc. Tòa nhà số 8 được xây dựng từ thi thể bắt đầu dị biến, những thi thể vốn sẽ chết đi lại bị những sợi tóc đen đâm thủng, ngực của bọn họ hơi nhấp nhô, sau khi kết nối thành một mảng lớn, giống như cả tòa nhà đều đang thở vậy. Lấy con dao đồ tể tái sinh ra, Hàng Phi yêu cầu Phó Thiên lui lại phía sau, ý tưởng của hắn rất đơn giản, mộng giam giữ tàn hồn của phó sinh trong chiếc gương, vậy thì hắn sẽ tách chiếc gương ra, giải cứu cho cậu ấy. Càng đối mặt với kẻ thù giết chóc nhiều, tái sinh sẽ càng sắc bén, mộng xây dựng nên chiếc gương đã tạo ra sát nghiệp vô biên, thứ mà gã để lại hẳn là tôi có thể chém vỡ. Dị biến của tòa nhà số 8 bắt đầu tăng tốc, tất cả bệnh nhân và nhân viên y tế trong bệnh viện đều tập trung tại đây, số lượng nhiều đến đáng sợ, cho dù tất cả bọn họ cuối cùng đều biến thành chấp niệm cấp thấp nhất, cũng có thể không tốn chút sức lực nào giết chết tất cả mọi người ngoại trừ hàng phi hàng phi chúng ta rút lui ra ngoài trước đi tiểu giả là người ở gần hàng phi nhất trải qua mấy ngày nay còn kinh hãi hơn tất cả những cơn ác mộng nửa đời trước mà anh ta gặp phải cậu mang theo phó thiên mọi người hãy trở về trên mặt đất trước anh thì sao không cần lo cho tôi hàng phi hai tay cầm dao Hắn cùng với tất cả những người đồng hành trong cán dao đứng cạnh nhau, ý niệm tập trung, ý chí trùng hợp. Chém. Một ánh sáng chói lọi lóe lên trong tòa nhà tối tăm dưới lòng đất, phần tốt đẹp nhất của nhân tính biến thành lưỡi dao, chém lên trên mặt gương. Một mất một còn, hàng phi dùng hết sức vung dao, nhưng tiếng gương vỡ trong tưởng tượng không được nghe thấy. Kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, hàng phi thấy mặt gương lưu chảy như sóng nước, dao tái sinh chém vào trong gương, nhưng không thể phá hủy mặt gương đó, ngược lại còn có dấu hiệu dung hợp với nó. Cũng vào lúc dao tái sinh chém vào trong gương, trên gương hiện ra những khuôn mặt kỳ lạ, trên mặt không hề có vẻ đau khổ hay buồn bã, chỉ có nụ cười nhàn nhạt và nhẹ nhõm. Dao tái sinh không chém được. Chiếc gương này được làm bằng gì vậy? Hàng phi một nhát chém xuống, tất cả thi thể cấu tạo nên tòa nhà số 8 đều xuất hiện thi biến, bọn họ bắt đầu tức giận không có lý do, như có ai đó đã phá hủy kỳ vọng còn lại của bọn họ, đôi mắt trên bức tường thi thể từ từ mở ra vết thương đóng vảy rỉ máu mảng lớn thi ban rơi ra những đôi mắt hung ác nhìn chằm chằm hàng phi đang cầm dao mình hình như hiểu được mánh khóe của cánh mướn đó rồi hàng phi trong thời gian rất ngắn đã tìm ra điểm mấu chốt mộng giỏi đùa giỡn với trái tim con người gã có thể dệt nên ác mộng cũng có thể dệt nên mộng đẹp gã hẳn là đã bóc tách tất cả những cảm xúc tốt đẹp trong trái tim bệnh nhân và bác sĩ ra dùng hy vọng và lưu niệm của người khác để tạo ra mặt gương chiếc gương treo trên hang động xác chết dưới địa ngục này không chỉ là chiếc lồng giam giữ tàn hồn của phó sinh mà còn là tập hợp những chấp niệm tốt đẹp nhất của tất cả những người đã chết chỉ cần có người phá hủy mặt gương vậy thì chính là phá hủy ký ức đẹp đẽ của tất cả mọi người tự nhiên sẽ kích hoạt phẫn nộ của bọn họ khiến bọn họ không màng tất cả mà ra tay mộng vô tình tạo nên một sự cân bằng vi diệu thế giới nhân gian ở trên thế giới tầng sâu ở dưới hai thế giới được kết nối với nhau bởi ký ức tốt đẹp nhất trong nhân tính hy vọng và tuyệt vọng cũng đồng thời tồn tại càng vi diệu hơn nữa là tất cả những điều tốt đẹp này đều không có liên quan gì đến phó sinh thế giới nhân gian mà cậu ấy muốn cứu không hề yêu mà còn để lại cho cậu ấy sự tuyệt vọng sâu sắc nhất đây cũng có thể là một trong những lý do mà tàn hồn bị giam giữ trong chiếc gương không có bất kỳ phản ứng nào với thế giới bên ngoài mộng bóc tách tất cả ký ức tốt đẹp của mọi người ra, biến nó thành tấm gương giam giữ linh hồn, khiến người ta đắm chìm trong đó, không thể rời xa. Còn mình thì biến nhân tính mà mọi người còn kiên trì đến cuối cùng trở thành một lưỡi dao, có thể cắt xuyên qua mọi tà ác. Đưa lòng bàn tay chạm vào mặt gương, Hàng Phi nhìn chầm chầm người thanh niên đang cuộn tròn ở góc trong gương, tựa như trở về thế giới điện thờ trước đây. Cậu thực sự đã phải chịu đựng quá nhiều thứ, đây có thể là nghiệp chướng bị hộp đen lựa chọn. Hàng Phi muốn truyền đi giọng nói của mình, nhưng thi thể trong tòa nhà đều đang thi biến, nếu hắn còn không rời đi, có lẽ đến từ cầm cũng khó có thể bảo vệ được hắn. Mình hình như đã bỏ sót thứ gì đó. Khi Hàng Phi đang chuẩn bị quay người đi, khóe mắt hắn phát hiện có một sợi dây trên cổ của người thanh niên, đó hình như là dây đeo của điện thoại di động. Nhìn kỹ hơn cơ thể đang cuộn tròn của người thanh niên, dường như có thứ gì đó đè lên giữa ngực và đầu gối của cậu ấy. Miếng môi, Hàng Phi nhớ tới cảnh tượng cuối cùng của hắn và phó sinh gặp nhau, sau một lúc do dự, hắn hét về phía Tiểu Vưu, đưa điện thoại di động của cô cho tôi. Mẹ của Tiểu Vưu đưa chiếc điện thoại di động dính máu đến, Hàng Phi cố hết sức nhớ lại dãy số cuối cùng. Kép những mảnh ký ức lại với nhau, hắn mở máy, bấm lần lượt từng số một. Rất nhanh, điện thoại đã gọi được. Tiếng nhạc chuông quen thuộc của điện thoại di động vang lên cả trong và ngoài gương, phó sinh, người đang cúi đầu trong góc, khẽ nhúc nhích, lần đầu tiên, cậu ấy có phản ứng với thế giới bên ngoài, từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt tê dại đó đã nhìn thấy số hiển thị trên điện thoại. Sau một thoáng sững sờ, ánh mắt cậu đã phát sinh thay đổi. Hai tay cầm điện thoại đứng dậy, liếc nhìn bốn xung quanh, thời khắc đó cậu đã trở lại như một người bình thường. Thi biến của tòa nhà số 8 đã bắt đầu, hai chân của hàng phi bị tay vươn ra từ bức tường xác chết tóm lấy, nhưng hắn không hề có ý định né tránh, hai mắt nhìn thẳng vào người thanh niên trong gương sau đó đặt điện thoại vào bên tai tiếng chuông không ngừng vang lên phó sinh nhìn chằm chằm vào màn hình hồi lâu cuối cùng ấn nút trả lời trong micro truyền ra tiếng thở của cậu sau khi do dự một lúc lâu phó sinh mới nói ra một câu có phải bố không là bố đây màn hình điện thoại trở nên mơ hồ bố đang ở đâu bên ngoài chiếc gương bố vẫn luôn nhìn theo con Phó sinh đang cầm điện thoại bước ra khỏi bóng tối, cậu không hề biết mặt gương ở đâu, thế giới trong gương tối đen như mực, không một tia sáng. Không sao, đừng lo lắng, con hãy làm theo lời bố nói, đi về phía trước, đúng, tiếp tục đi về phía trước. Giọng nói của Hàng Phi từ trong điện thoại truyền ra, người thanh niên đó giống như lúc trước, dưới sự giúp đỡ của Hàng Phi từng bước tới trước chiếc gương, tay của cậu cũng đã chạm vào mặt gương. Bố ở bên ngoài phải không? Đúng vậy, Chúng ta cách nhau một mặt gương, bố đang nhìn con, nhưng con không thấy bố, khi con ở trong bóng tối, bố vẫn muốn làm cho con phấn chấn lên. Những mảnh ký ức cứ thế mở ra trong đầu, chỉ với vài câu nói đơn giản, Hàng Phi đã xác định phó sinh trước mặt hắn chính là phó sinh mà hắn đã gặp trước đây, cũng là phó sinh đầu tiên trong thế giới ký ức điện thờ này. Không nhìn thấy sao? Phó sinh đặt tay lên mặt gương, con có thể nhìn thấy tất cả quỷ, nhưng lại không thể nhìn thấy bố và mẹ con hãy lui về sau một bước, bố sẽ đâm con dao của mình vào mặt gương, con hãy xem có thể bắt được nó không. Hàng Phi không phải loại người dễ dàng bỏ cuộc, hắn dơ dao tái sinh lên một lần nữa, cùng với tất cả những người đồng hành với mình chém về phía gương. Lưỡi dao rực rỡ chói lóa giống như là những bàn tay đưa ra giúp đỡ của mọi người đối với phó sinh. Trên tòa nhà chất đống thi thể, ngay thời khắc trước khi tất cả vong hồn phát điên, Hàng Phi và vô số người đồng hành đưa tay của mình ra phía trước chiếc gương người có sự kiên trì với thế giới này không hề đơn độc bọn họ sẽ đợi được những người có cùng triết lý sống hỗ trợ nhau cứu chuộc nhau cầm đuốc cho nhau bước đi kiên định về phía tận cùng của đêm tối lưỡi dao chói mắt lóe lên trong vô số cặp mắt đã thi biến soi sáng cơn ác mộng của bọn họ khi ánh sáng này yếu đi tất cả các linh hồn thi biến đều vô cùng phẫn nộ bọn họ đã quen với đêm tối không thể chịu đựng được ánh sáng này cảm thấy thực sự có tội là nó nhưng khi ngày càng có nhiều nhân tính tiêm vào ánh sáng của con dao, những thi thể bị gắn trong tường và ẩn trong bóng tối đó không dám manh động nữa rồi, bởi vì ánh sáng đó đã không còn có thể dễ dàng bị chặn lại. Phó sinh Hàng Phi là một người lạnh lùng và lý trí, nhưng đôi khi lại ngây thơ hơn hầu hết mọi người trên thế giới này, chẳng hạn như bây giờ, hắn thà liều mình bị vô số ác niệm nghiền nát, cũng phải đứng trên hang động thi thể để giải cứu phó sinh thực sự. Ánh sáng xuyên qua mặt gương, những khuôn mặt tươi cười tạo thành tấm gương không hề ngăn cản lưỡi dao dễ dàng rơi vào trong gương mang lại hy vọng cho phó sinh người đang bị mắc kẹt ở sâu bên trong theo quan điểm của phó sinh xung quanh cậu vốn là một vùng tối đen như mực không một ánh sáng hay âm thanh nào lọt vào được nhưng bây giờ mọi thứ đã khác một giọng nói quen thuộc vang lên từ chiếc điện thoại di động không bao giờ rời khỏi người một tia sáng từ bóng tối vĩnh cửu đi vào vô thức đưa tay ra phó sinh tóm lấy tia sáng đó ấm áp yên bình hiền hậu cậu cũng không biết phải diễn tả cảm giác mà ánh sáng đó mang lại cho mình như thế nào mặt gương bị tấn công tất cả thi thể tăng tốc thi biến bệnh nhân và bác sĩ đều biến thành quái vật thoát khỏi xiềng xích của cái chết lao về phía hàng phi với đầy vẻ tức giận và phẫn quất những cánh tay thối rữa nắm lấy cơ thể của hàng phi tiếng xương trực khớp phát ra và tiếng gầm rú của quái vật thi biến truyền đến tai người thanh niên qua điện thoại di động cậu không nhìn thấy những chuyện xảy ra bên ngoài chiếc gương cậu chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng trước mặt mình vẫn ở nguyên vị trí cũ bất kể gặp phải chuyện kinh cũng khó khăn đến đâu nó vẫn không biến mất bố vẫn ổn chứ vẫn ổn bố sẽ tìm cách đưa con ra ngoài thực ra một mình con ở đây cũng khá tốt bố đừng lo lắng bố cũng giống như con từng bước từng bước đi tới trên thế giới này nếu như có một người vẫn có thể hiểu con vậy thì nhất định sẽ là bố nên con không cần phải dè dặt mà hãy dựa vào bố khí tức của nguyền rủa từ trong cơ thể phát ra thi thể thối rửa cắn vào cơ thể hàng phi để lại một hàng vết thương mưng mũ trên vai hắn nhưng thi thể thối rửa đã trúng độc hồn rơi xuống từ trên cao rơi xuống thịt nát xương tan không thể bò lên trên nữa người thanh niên trong chiếc gương có thể nghe thấy âm thanh bên ngoài cậu do dự một chút ngoảnh đầu nhìn lại bóng tối phía sau so với việc bị giam cầm mãi mãi trong bóng tối dung nhập vào lưỡi dao này trở thành một phần của ánh sáng này có thể là một lựa chọn tốt hơn Hàn Phi ở bên ngoài gương còn đang muốn tìm cách phá vỡ gương, nhưng người thanh niên trong gương đã chủ động đi về phía lưỡi dao, cậu để cho ánh sáng đó xuyên qua lồng ngực của mình. Hai tay ấn lên mặt gương, người thanh niên nhìn bóng tối trước mặt, cậu biết người mà mình chờ đợi đang ở ngay trước mắt, ở trong tương lai mà mình không thể nhìn thấy. Hàng Phi hai tay cầm dao, cũng không ngờ người thanh niên lại hành động như vậy, hắn muốn biến phó sinh thành quỷ văn, nhưng là chính mảnh vụn ký ức phó sinh đã giết hắn 99 lần, chứ không phải là đứa trẻ mà tự tay mình đã cứu chuộc từ trước đến giờ vẫn chưa nói một lời cảm ơn với bố con không muốn gây thêm rắc rối cho bố nữa tàn hồn của người thanh niên đang tan chảy cậu nắm lấy những đôi tay cứu mình nhưng lại không thể tìm cách rời khỏi bóng tối vì vậy lựa chọn đứng cùng với những người đó nếu không thể chiếu sáng cho người khác vậy thì hãy làm một bó củi khô trở thành một phần của ngọn lửa hàng phi đập vào mặt gương hắn muốn rút lại con dao tái sinh nhưng đã quá muộn. Trái tim tàn hồn của phó sinh đã bị dao tái sinh đâm xuyên qua, cậu đã đem những tốt đẹp còn sót lại trong ký ức của mình dung nhập vào trong dao tái sinh. Quá khứ của con là một mảng tuyệt vọng, những ký ức tốt đẹp này cũng vì bố mà xuất hiện, bây giờ con muốn trả lại chúng cho bố, hy vọng bố không từ chối lòng tốt của con, đây là chuyện duy nhất con có thể làm cho bố. Cứu chuột là tương hỗ lẫn nhau, tàn hồn của phó sinh không thể thoát ra khỏi mặt gương, vì vậy cậu đã nghĩ ra cách này. Khi hàng phi dùng lực rút giao ra, tấm gương tạo thành từ ký ức tốt đẹp của con người đã nổi sóng, mặt nước phẳng lặng trở nên cuộn trào mãnh liệt. Kỷ niệm khiến cho người ta lưu niệm, có bình dị đẹp đẽ, cũng có nhiệt huyết hăng hái, khi bọn họ bị kích động thì sẽ bộc phát ra sức mạnh khó có thể tưởng tượng. Con đường đúng đắn luôn rất khó đi, nhưng cho dù là vậy, vẫn có vô số người bình thường đang chạy theo hướng đó. Sự dung nhập của tàn hồn phó sinh làm cho ánh sáng trên con dao đồ tể tái sinh càng thêm chói mắt. Những ký ức canh giữ cậu suốt thời gian qua trên mặt gương, cũng cùng với cậu tuôn vào trong tái sinh. Hàng Phi nắm lấy cán dao, cùng với việc dao tái sinh được rút ra bên ngoài từng chút một, trên mặt gương toàn bộ đều xuất hiện vết nứt, những khuôn mặt mỉm cười kia dường như bị thứ gì đó thu hút, mang theo thiện ý và kiên trì cuối cùng đi theo phó sinh vào trong dao đồ tể. Bang Chiếc gương vỡ tung, con dao tái sinh trong tay hàng phi trở nên khác hẳn lúc trước, trên cán dao mơ hồ hiện ra thứ gì đó. Phó sinh Hàng phi không bao giờ ngờ rằng tàn hồn của phó sinh bị giam giữ trong chiếc gương sẽ đi vào dao tái sinh, đứa trẻ đó ban đầu cũng là một người lương thiện dịu dàng, trong cả thành phố này chỉ có một mình cậu là âm thầm chăm sóc cho những quỷ quái cô đơn. Nhìn lưỡi dao, kể từ sau khi hàng phi tiến vào thế giới ký ức điện thờ, ánh mắt lần đầu tiên phức tạp như vậy. Trong điện thờ ký ức khác của phó sinh, hắn đã thay đổi vận mệnh của cậu, thời khắc đó, hắn thực ra cũng đã thay đổi vận mệnh của chính mình. Nếu như phó sinh không nghe thấy giọng nói của hắn, chiếc gương đó căn bản sẽ không thể bị đánh vỡ, nếu như hàng phi không tìm lại được phần lớn ký ức trước đó, càng không thể nhớ lại số điện thoại mà hắn đã để lại cho phó sinh. 99 lần chết đi khiến cho Hàng Phi thử ra một con đường, hắn vẫn không thể đảm bảo có thể đi đến cuối cùng, nhưng ít nhất hắn đã càng ngày càng gần tới mục tiêu rồi. Giờ con dao tái sinh lên, các bác sĩ và bệnh nhân tóm lấy tay hàng phi đều buông tay ra, vào một khoảnh khắc nào đó, bọn họ dường như đã nhìn thấy con người mà mình từng mong muốn trở thành. Những thân ảnh đứng sau hàng phi, hắn vẫn luôn một mình, nhưng cũng chưa bao giờ có chỉ có một. Thứ nhốt trong gương là tưởng tượng tốt đẹp của phó sinh, tàn hồn đó là nhân cách bị mộng bóc tách từ trên người cậu ấy. Thấy không còn nguy hiểm, diêm lạc nắm lấy não dừng bước bắt đầu vội vàng trở lại bà là người đầu tiên trốn thoát cũng là người đầu tiên trở lại rất biết cách xem xét thời thế phó sinh có lẽ đã từ bỏ hoàn toàn tốt đẹp trong trái tim mình ở đây hạ quyết tâm đi vào công viên vui chơi không phải cậu học sinh tóc vàng đã nói rằng có một giáo viên đã nhìn thấy phó sinh khâu quỷ quái vào cơ thể mình trong bệnh viện hay sao mẹ của diêm lạc không ngờ tới hàng phi có thể sống sót trong tình huống này bà có chút sợ con dao đồ tể trên tay hắn, lần này, bà hoàn toàn không có ý nghĩ xấu nào khác. Những chuyện tương tự, Hàng Phi cũng đã gặp phải trong các điện thờ ký ức khác, sớm nhất là gương thần, trong phòng khám đen dưới lòng đất, gương thần bị khoét rỗng nội tạng đã vứt bỏ thiện ý và tất cả những tưởng tượng tốt đẹp, mở rộng vòng tay để ôm lấy bóng tối. Lần này Hàng Phi lại gặp phải tình huống tương tự, mộng đã thu thập nhân tính tốt đẹp mà phó sinh vứt bỏ, sử dụng nó làm thân xác tái sinh cho mình, nhưng gã không ngờ lại gặp phải hàng phi rõ ràng là mình đã thay đổi vận mệnh của phó sinh nhưng ông ấy vẫn lựa chọn con đường trước đó ông ấy là đang muốn nói với mình rằng tương lai đã được định sẵn rồi ánh mắt hàng phi dán chặt vào lưỡi dao sáng ngời lưỡi dao này có ý nghĩa đặc biệt đối với hắn lưỡi dao không hấp thu những quan hồn bị chém mà ngược lại để lại tất cả những người có lòng tin ở hắn hàng hóa trong nhà máy chế biến máu thịt ở ngõ súc sinh lão quỷ gánh vác huyết mạch nguyền rủa trong tòa nhà chết chóc còn có nhân cách tốt đẹp mà phó sinh để lại trên đường đời tái sinh khi hàng phi đang im lặng ánh sáng của lưỡi dao nhân tính từ từ mờ đi một giọng nói lạnh lùng vang lên trong tâm trí hắn người chơi số không 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 hãy chú ý bạn đã thành công có được con dao đồ tể độc quyền ranh dê tái sinh thoát khỏi sự trói buộc của nghiệp chướng quá khứ để có được cuộc sống mới đây là một định nghĩa đối với tái sinh Hàng Phi đang nghe truyện trên TV audio CV cầm cán dao trong tay, hắn cảm thấy con dao này vô cùng nặng nề, nhưng cũng lại vô cùng nhẹ nhàng. Những người đồng hành giao tất cả tốt đẹp cho hắn, bọn họ lại vừa cùng hắn cầm con dao này. Độc quyền ranh dê Con dao tái sinh trước đây đã có thể giết chết hận ý, con dao tái sinh hiện tại dường như đã trở nên sắc bén hơn rồi. Khi tấm gương kết nối tòa nhà số 7 và tòa nhà số 8 bị phá vỡ, tất cả nhân tính tốt đẹp bị con dao tái sinh hấp thụ, sự cân bằng vi diệu đã hoàn toàn sụp đổ. Những linh hồn đến chết vẫn bị mắc kẹt trong cơn ác mộng mang theo hận thù lao thẳng lên trên, tòa nhà xây bằng thi thể sụp đổ, những thi thể thối rữa như những viên gạch rơi khỏi tường, dưới lòng đất sâu thẳm nổi lên một trận mưa thi thể. Những linh hồn đầy cảm xúc tiêu cực đó lướt qua hàng phi, bọn họ điên cuồng xâm chiếm từng tất đất trong bệnh viện, trút hết phẫn nộ, để lại nguyền rủa và oán hận, cho đến khi thân thể trở nên trong suốt, từ từ tiêu tan. Hàng Phi dẫn những người khác rời khỏi tòa nhà số 7, hắn lại một lần nữa nhìn thấy hậu quả nghiêm trọng của việc thế giới tầng sâu xâm chiếm hiện thực, một khi oán hận đè nén lâu ngày bùng phát, hiện thực sẽ trở thành nơi để bọn họ trút hết phẫn nộ. Phó sinh bọn họ đã tạo ra trò chơi cuộc sống hoàn hảo, lẽ nào chính là vì để trò chơi có thể truy cập ý thức của con người, đóng vai trò làm chiếc gương của thế giới tầng sâu và hiện thực. Trò chơi cuộc sống hoàn hảo tập trung vào sự ấm áp chữa trị, sở hữu tất cả tốt đẹp của thế gian, giống như chiếc gương kết nối giữa tòa nhà số 7 và tòa nhà số 8, tòa nhà số 7 đại diện cho hiện thực, tòa nhà số 8 đại diện cho thế giới tầng sâu, nếu nghĩ như vậy thì mọi thứ đã khớp rồi. Cuộc sống hoàn hảo là vùng hòa hoãn xung đột, ý định thực sự của Phó Sinh có thể là để cuộc sống hoàn hảo chữa trị cho thế giới tầng sâu. Ý tưởng rất hay, nhưng lại quá lý tưởng hóa, đối mặt với lợi ích khổng lồ chưa kể đến người khác ngay cả em trai ruột của phó sinh là phó thiên cũng đã có quan điểm bất đồng với anh mình cục diện hiện tại đã đến bước phức tạp nhất một khi không xử lý tốt rất có thể sẽ dẫn đến kết cục xấu nhất thành phố điên cuồng hỗn loạn và đẫm máu bên ngoài không phải là giả thuyết và tưởng tượng mà là những chuyện đã thực sự xảy ra chỉ là bị chôn vùi đi mà thôi tất cả mọi thứ trong thế giới ký ức điện thờ đều được xây dựng dựa trên những ký ức đã thực sự xảy ra liếc nhìn phòng cấp cứu bị oán linh nhấn chìm một cái hàng phi gọi diêm lạc đến bên cạnh chị nói cánh bướm đã chuẩn bị tám thể xác sáu người kia ở những đâu còn có một người ở tòa nhà số 4 của cư xá hạnh phúc là một đứa trẻ mồ côi mẹ của diêm lạc chỉ vào vết thương trên bụng của con gái năm người còn lại tôi đều sẽ nói cho cậu cư xá hạnh phúc là một nơi rất đặc biệt đối với hàng phi khi nghe mẹ của diêm lạc nói đến nơi này lông mày của hắn hơi nhướng lên nhưng ngay sau đó đã trở lại bình thường trong bệnh viện tìm thấy các thể loại dụng cụ y tế khác nhau để bác sĩ chuyên nghiệp trong số những người chơi giúp diêm lạc xử lý một chút vết thương sau đó mấy người chạy xe vội vã đến cư xá hạnh phúc cư xá hạnh phúc ban đầu là chuyên để nuôi dưỡng những đứa trẻ mồ côi cư xá đó chắc là nơi không hạnh phúc nhất trong thành phố mẹ của diêm lạc thấy tình trạng của con gái mình đang tốt hơn nên cũng nói nhiều hơn người quản lý công viên cần phải từ trong những người tuyệt vọng lựa chọn ra nhưng đại đa số những người tuyệt vọng đều không thể đáp ứng được yêu cầu của bọn họ vì vậy một nhiệm kỳ người nào đó đã nghĩ ra một cách anh ta lấy danh nghĩa làm từ thiện mở một viện phúc lợi tư nhân chuyên dùng để thu nhận trẻ sơ sinh và trẻ mồ côi bị bỏ rơi theo ý tưởng của riêng mình anh ta bồi dưỡng những đứa trẻ với đủ các thể loại tuyệt vọng gieo rắc những cảm xúc tiêu cực khác nhau vào mỗi một người nhân tạo để tạo ra những con quái vật nghe mẹ diêm lạc nói xong sắc mặt những người trong xe đều không tốt lắm vốn tưởng rằng mộng là kẻ tàn bạo và ghê tởm nhất trong năm vị quản lý không ngờ người cũng tương tự mỗi đứa trẻ đều có nhân cách của riêng mình các nhân viên sẽ sàng lọc bọn chúng cuối cùng những đứa trẻ được bồi dưỡng trưởng thành sẽ được gửi đến trại trẻ mồ côi hạnh phúc chọn bố mẹ thích hợp cho chúng bố mẹ thích hợp là có ý gì những đứa trẻ không có quyền lựa chọn bố mẹ đối với những đứa trẻ mồ côi trong cô nhi viện cũng như vậy để tạo ra nhân cách mà bọn họ mong muốn nhân viên sẽ đặc biệt tìm kiếm những người trưởng thành có một số khiếm khuyết về tính cách để những đứa trẻ mồ côi vào gia đình của bọn họ méo mó lớn lên trong sự khiếm khuyết đó mẹ của diêm lạc biết rất nhiều chuyện não tiền nhiệm cũng ở bên cạnh im lặng lắng nghe hai tay ông nắm chặt lại vừa vô lực buông lỏng nhà của tôi cũng ở trong cư xá hạnh phúc chẳng lẽ tôi đã lớn lên trong môi trường như vậy sao về những ký ức thời thơ ấu, Hàng Phi cho đến bây giờ vẫn chưa nhớ lại, phần đau khổ nhất hình như đã bị tiếng cười điên cuồng mang đi rồi. Cậu cũng sống ở cư xá hạnh phúc. Mẹ của Diêm Lạc nhất thời không nói nên lời, bà nhìn chầm chầm vào Hàng Phi một lúc lâu, sau đó lại cất một giọng điệu khác, tôi biết cậu nhất định rất quán hận bọn họ, nhưng bây giờ đại cục làm trọng, chúng ta tập trung vào đối phó mộng là được rồi, tuyệt đối đừng kéo những vị quản lý khác vào trong. Yên tâm đi, Đối phó với công viên vui chơi là một người khác, việc chúng ta cần làm là dọn sạch quỷ trong thành phố, phá hủy nghi thức của mộng. Tiếng cười điên cuồng nói rằng sẽ đối phó với phó sinh và công viên vui chơi, Hàng Phi rất tin tưởng vào anh ta, ở một mức độ nào đó, đây cũng có thể coi là tự tin. Chiếc taxi màu đen đang phóng nhanh trên đường, sau khi cứu được tàn hồn của phó sinh, Hàng Phi cũng thay đổi cách nhìn về thành phố này, có một số người cho dù chỉ tồn tại trong ký ức, cũng nên được cứu chuộc. Trên đường đi Hàng Phi chỉ cần nhìn thấy quỷ quái xuất hiện liền sẽ ra tay, trong lúc hắn giúp Lý Quả Nhi tích lũy điểm công viên vui chơi, đội ngũ đi theo phía sau hắn cũng càng ngày càng dài hơn. Trong thành phố quỷ quái hoành hành hỗn loạn, Hàng Phi đã mang đến hy vọng cho mọi người, chiếc taxi đen đó cũng đã trở thành một câu chuyện kỳ lạ mà ai cũng muốn được gặp. Hàng Phi, chúng ta có vô trương quá không? Nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta cũng sẽ là mục tiêu của những con quỷ lớn đó tiểu giả nhìn đoàn xe phía sau càng ngày càng có nhiều người chạy trốn trong nhà đã không còn an toàn nữa quỷ quái nói không chừng sẽ lao ra từ nơi nào đó không có bất kỳ dấu hiệu nào nỗi sợ hãi không tả này có thể trực tiếp hành hạ người ta đến phát điên tiếng cười điên cùng có trách nhiệm tạo ra sự hỗn loạn tôi chịu trách nhiệm duy trì trật tự cơ bản nhất những người này lát nữa có thể được gửi đến cư xá hạnh phúc tôi muốn biến nơi đó thành cư xá hạnh phúc được mọi người công nhận trên đường đi hàng phi gặp phải đủ loại quỷ quái có con thì ẩn nấp trong bóng tối có con thì cải trang thành người sống trà trộn vào đội ngũ có đủ loại kỳ quái khó đề phòng cũng may hắn có nhiều kinh nghiệm trong việc đối phó với những quỷ quái này nên mới bảo đảm được an toàn cho hầu hết các công dân việc giảng dạy tại hiện trường của hàng phi cũng mở mang tầm mắt cho những người chơi bọn họ hoàn toàn không thể ngờ rằng một diễn viên phim kinh dị lại có thể trở thành một đại sư bắt quỷ thực sự bọn họ cho đến bây giờ mới hiểu hóa ra những người khác đều là đóng kịch, chỉ có hắn là làm thực sự. Ngày càng nhiều đoàn xe đi theo hàng phi, bọn họ đều là được hàng phi tiện tay cứu giúp. Hàng phi cũng không bao giờ ép buộc bọn họ, những công dân đó đều là chủ động đi theo sau chiếc taxi màu đen, lái xe về phía rìa thành phố. 12 giờ trưa, sắc trời đã sáng hơn một chút, quỷ quái tạm thời ẩn nấp vào trong bóng tối, cả thành phố đều chìm trong tiếng khóc. Sống sót sau tai nạn, những người sống sót lúc này mới có thời gian để đau buồn nhưng bọn họ không biết rằng những ngày trong tương lai sẽ ngày càng trở nên tuyệt vọng hơn thời gian của ban ngày sẽ ngày càng ngắn lại cho đến khi mặt trời sẽ không bao giờ mọc lại nữa hàng phi nửa đường tập hợp với những cảnh sát gặp ác mộng đêm qua sau đó cùng nhau đến cư xá hạnh phúc mọi người đừng chạy lung tung chờ tôi dọn dẹp sạch sẽ những tòa nhà này một lượt đã cư xá hạnh phúc có ý nghĩa đặc biệt với hàng phi Hắn không muốn nhà của mình bị quỷ bên ngoài hoành hành Nên chuẩn bị cải tạo nó thành một nơi tránh nạn không chịu sự tấn công của quỷ Hàng Phi chưa bao giờ đánh giá thấp sự kinh khủng của quỷ Nhưng hắn sẽ không đánh giá thấp khả năng tự thích ứng của con người Nhiều công dân tụ tập ở đây như vậy Như tiểu vương một người đặc biệt như thế kiểu gì cũng sẽ có vài người Bọn họ sẽ là hy vọng cho một con đường khác Con đường này định sẵn là khó đi Cũng sẽ chết rất nhiều người Trong hiện thực Hàng Phi thật sự không dám thử cho nên chỉ có thể làm trong thế giới ký ức điện thờ. Hắn không phải nghĩ đến sinh tử của người khác, chỉ cần đánh cược sinh mệnh của chính mình là được. Cầm dao tái sinh bước vào tòa nhà số 1, Hàng Phi phát hiện toàn bộ cư dân họ phó trong tòa nhà đã rời đi hết, bọn họ dường như đã thấy trước được thảm họa. Chạy cũng nhanh thật, vốn dĩ còn chuẩn bị nhét mấy người vào trong quỷ văn. Trong tòa nhà chỉ còn lại một vài tiểu quỷ, Hàng Phi đã đưa chúng cho mẹ của tiểu vưu và xe tăng ăn. Trên cả đường đi, mẹ của Tiểu Vưu cũng đã ăn thịt rất nhiều quỷ quái, bà đã thành công hóa thành oán niệm. Thực ra, mẹ của Tiểu Vưu và mẹ của Diêm Lạc giống nhau về rất nhiều mặt, chỉ là bọn họ có định nghĩa khác nhau về bảo vệ, dẫn đến kết quả cũng khác nhau. Tòa nhà số 1, tòa nhà số 2 Khi Hàng Phi đi đến tòa nhà số 4, con mèo xấu xí trong ba lô đột nhiên xù lông, sợi dây đỏ trên tay hắn cũng siết chặt ngay lập tức. Xem ra trong tòa nhà này có một gã lớn rồi. Hàng Phi không quên những chuyện gặp phải trước đây khi đến với cư xá hạnh phúc, ở nơi sâu trong đêm tối ẩn nấp quỷ quái kinh khủng được hình thành hoàn toàn từ tuyệt vọng. Lần trước là tôi vấn vương từ cầm, lo lắng cho sự an toàn của cô ấy, vội vàng đi gặp cô ấy, nếu không các người nghĩ rằng thật sự có thể dọa tôi sợ chạy chắc. Hàng Phi cầm chặt tái sinh, để tiểu vưu, diêm lạc và những người chơi khác đi theo phía sau, từ từ đi vào tòa nhà số 4. Hành lang tối đen như mực, ánh sáng lọt vào đây đều sẽ bị méo mó mùi nhan nghi ngút trên mặt đất vương vải rất nhiều giấy vàng đang cháy dở không phải là tiền giấy hình như là bồ chú để phong ấn quỷ não tiền nhiệm nhặt một nửa tờ giấy màu vàng lên nghiên cứu hồi lâu cậu xem hoa văn trên đó có phải giống với hoa văn được tạo thành từ tóc của người chết trên tường bệnh viện không bồ chú này có thực sự hữu dụng với quỷ không xác suất lớn là vô dụng nếu không thì tất cả cũng sẽ không bị tiêu hủy Não tiền nhiệm ném tờ giấy màu vàng đi, kỳ quái nhìn hành lang, mỗi một nghi thức của mộng hình như đều khác nhau, lấy diêm lạc làm thể xác là để lấy được bản đồ mê cung, lấy phó sinh của trước kia làm thể xác là vì cậu ấy bị những người quản lý khác lựa chọn. Không biết trong tòa nhà số 4 này lại có thứ gì đáng để gã mưu đồ. Mỗi tòa nhà trong cư xá hạnh phúc tương ứng với một đứa trẻ mồ côi, số tòa nhà là số của đứa trẻ mồ côi, có thể mộng tương đối coi trọng đứa trẻ số 4 này. Mẹ của Diêm Lạc dường như đã nhận ra điều gì đó, cao mày, trong cư xá này có ẩn chứa một khí tức khiến tôi rất khó chịu. Mẹ của Tiểu Vưu cũng đã cảm nhận được, không ngừng trống lên, như thể đang cảnh báo hàng phi. Khí tức khiến quỷ quái đều ghét. Hàng phi nắm chặt sợi dây đỏ, đi đầu tiên. Tầng 1 không có ai ở, các căn hộ ở tầng 2 cũng đều trống không, khi hàng phi lên tầng 3 liền nhìn thấy một bà lão đang quỳ ở chính giữa hành lang. Hình như là người sống. Bà lão nhìn chừng 80 tuổi, thân thể co lại, mặt hướng về giữa hành lang. "Bà ơi, có cần cháu gọi xe cấp cứu cho bà không?" Tiểu giả có lẽ đã từng bị ăn vạ, khi đến gần, theo thói quen lấy điện thoại di động ra quay lại. Bà lão gầy gò có vẻ tai không được tốt, trong miệng bà đang lẩm bẩm điều gì đó, không đáp lại thế giới bên ngoài. Tiểu giả ngập ngừng bước tới, vừa định đưa tay ra đỡ bà lão, thì hai tay ở hai bên người bà lão đột nhiên giơ lên tóm lấy vai anh ta, đừng có chắn đường. Mấy người đang chắn mất đường của âm thần rồi đấy. Bên dưới mái tóc cáo bẩn có chứa một khuôn mặt vô cùng khủng khiếp, ngũ quan trên khuôn mặt của bà ta viết đầy các loại kinh văn, trong miệng dường như đang ngậm một đốt xương ngón tay. Bà ơi, trong nhà bà xảy ra chuyện gì sao? Hàng Phi cảm thấy bà lão rất đặc biệt, phần lớn người sống và quỷ ở các tòa trước đều đã rời đi, chỉ có bà lão này một mình ở lại đây. Mấy người mau tránh ra đừng có chắn đường của âm thần. Bà lão rất xúc động, đôi tay gầy guộc của bà bốc lấy tro tàn trong lư hương ném về phía mấy người. Đừng kích động, trong bà thế này, xem ra là trong nhà có người đã trúng tà rồi. Cháu có năng lực ngoại cảm bẩm sinh, mấy thứ như mời âm thần cháu cũng có chút kiến thức, cũng có chút giao tình qua đường với âm sai. Khi Hàng Phi nói những lời này, khí chất trên người đã thay đổi, kỹ năng diễn xuất của hắn đã sớm đạt đến mức tự nhiên âm thầm ảnh hưởng tới sự vật. Thấy thái độ của bà lão đã dịu đi, Hàng Phi từ trong ba lô lấy ra một vài đạo cụ dùng trong nghi thức tái sinh, nếu bà không phiền, cháu có thể giúp bà xem thử. Sau khi hai bên đối đầu nhau một hồi trên hành lang, bà lão buông tiểu giả ra, đứng dậy khỏi mặt đất. Cháu trai tôi không biết bị thứ gì đó bám vào người, tôi muốn đuổi thứ đó ra khỏi người nó. Có thể dẫn cháu đi xem cậu ấy được không? Cũng được, nhưng chỉ có một mình cậu được vào phòng. Bà lão run rẩy bước lên tầng, Hàng Phi ra hiệu cho những người khác ở lại chỗ cũ, một mình hắn đi theo phía sau bà lão. Càng lên tầng, không khí ngột ngạt càng mạnh, trên tường có thể thấy bùa chú khắp nơi, trên tay viện cầu thang còn treo những cái chuông đồng, trong góc có đặt lư hương và bát đũa. Những thứ này đều là do một mình bà làm à. Từ bà lão bám vào tường bước lên trên, lát gặp cháu tôi, cậu cũng đừng quá ngạc nhiên, nó chỉ là bị thứ gì đó ám vào người thôi, thật ra nó vẫn là một con người. Bà lão không nói còn đỡ, nhưng bà ấy nhắc nhở như vậy, ngược lại khiến Hàng Phi có chút căng thẳng, ý của bà là, cậu ấy đã không còn giống người rồi nữa sao? Gió lạnh thổi qua, bồ chú trên tường rơi xuống đất, bà lão không nói lời nào nữa, dẫn Hàng Phi lên đến tầng 4. Bọn họ tổng cộng cũng không đi lên mấy tầng, nhưng cảm giác như đã đi rất xa, đến một nơi hoàn toàn khác. Chuẩn bị xong chưa? Bà lão nắm lấy tay nắm cửa, những chữ trên mặt hơi rung lên cùng với da thịt lát nữa bất kể cậu nhìn thấy cái gì, hy vọng cậu có thể duy trì bình tĩnh, đặc biệt phải nhớ kỹ, đừng lộ ra vẻ sợ hãi với nó. Cánh cửa chống trộm của kỹ được mở ra từng chút một, trong nhà không bật đèn, tối đen như mực, không giống một cư xá có người sống ở mà giống một cái hang có quái vật ẩn nấp hơn. Đừng dẫm lên những thứ trên mặt đất, những bồ chú đó là tôi phải vất vả lắm mới xin được đấy. Bà lão cúi đầu, từ sau khi bước vào nhà, bà cố ý không để mắt nhìn loạn xung quanh như thể đang sợ hãi nhìn vào thứ gì đó. Nếu như bọn chúng hữu dụng, thì bà sớm đã không phải lo lắng rồi. Hàng Phi lặng lẽ nắm chắc cán dao tái sinh, lòng bàn tay hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh, bầu không khí trong nhà vô cùng quỷ dị. Đừng có nói nhảm, âm thần đều nghe được đấy, cậu có thể không tin, nhưng cũng đừng bất kính. Bà lão vội vàng xua tay với Hàng Phi, vẻ mặt nghiêm nghị. Bà cẩn thận bước qua phòng khách, kéo sợi dây giấy có dán bùa chú ra, liếc nhìn phòng ngủ ở nơi sâu nhất trong nhà một cái. Cánh cửa dán đầy những bùa chú bằng giấy màu vàng được đóng chặt, trước cửa có 5 cái bát, bên trong lần lượt là tứ chi và đầu lâu của con người dùng bột nặng ra. Nhìn thấy 5 cái bát đều có chứa đồ, bà lão bắt đầu từ từ lùi lại. Sao vậy? Hàng Phi hơi chút khó hiểu. Nó vẫn chưa ăn no, chúng ta không thể làm phiền. Bà lão lẩm bẩm, trông rất căng thẳng bình thường bà hay cho cậu ấy ăn những thứ này à? Không có rau xanh và thịt làm sao có thể duy trì cân bằng dinh dưỡng? Hàng Phi cảm thấy bà lão này đã bị quỷ ám rồi, cho dù đứa nhỏ có thật sự bị quỷ nhập vào người, cậu ấy vẫn phải có chế độ ăn uống bình thường mới được. Bên trong đó được trộn với tro hương và tro lò, còn có thần dược do đại tiên tặng. Hay thật, thế cháu trai của bà bây giờ vẫn còn sống, quả thực có thể nói là đã được quỷ quái trên người nó che chở rồi đấy. Hàng Phi lắc lắc đầu, tìm lại được một phần ký ức, hắn hiểu rất rõ ràng một chuyện, trong phần lớn các trường hợp, có thể đối phó với quỷ quái chỉ có quỷ quái, những thứ khác có thể đối phó với quỷ, cũng ít nhiều đều có liên quan đến quỷ, vì vậy hắn hoàn toàn không tin những lời đại tiên đó nói. Hắn thực sự rất muốn bà lão trực tiếp gọi đại tiên đến đây, mọi người kiếm thật giáo thật đánh một trận, dùng sự thật để nói chuyện. Người trong bát chính là để cho thứ trên người nó ăn, chỉ khi thứ đó ăn no ngủ say rồi, cháu tôi mới có thể trở lại bình thường trong thời gian ngắn. Bà lão không để cho hàng phi vào trong, bà nắm lấy cánh tay hắn cùng đi tới bên cạnh sofa, chờ một lát đi, thứ đó trước đây đều sẽ ngủ say vào buổi trưa. Bà ơi, bà làm thế nào mà chắc chắn rằng có thứ khác trên người cháu của bà? Bà đã nhìn thấy rồi à? Nếu như không phải chúng ta, một đứa trẻ làm sao có thể làm những chuyện đó? Lời nói của bà lão khơi dậy lòng hiếu kỳ của Hàng Phi cậu ấy đã làm những gì vậy cụ thể bắt đầu từ khi nào tôi đã quên mất rồi tôi chỉ biết rằng đứa trẻ đó đã không chỉ một lần muốn giết người trong căn nhà này bao gồm cả tôi và bố mẹ của nó bà lão vừa mở miệng nói tất cả bồ chú trong nhà hình như bị gió thổi lay động toàn bộ phát ra âm thanh sột soạt dường như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào ban đêm khi tôi đang ngủ say có thể cảm thấy có điều gì đó không ổn trước mặt mở mắt ra liền nhìn thấy đứa trẻ đó đang ngồi sổng bên mép giường mặt dán vào gần mặt tôi, mắt nhìn vào mắt tôi. Hỏi nó đang làm gì vậy, nó cũng không nói, cứ cười một cách ngây ngốc. Đứa trẻ đó rất thích tươi cười, nhưng nếu nói nó là một tên ngốc chỉ biết cười thì cũng không đúng, khi nó còn rất nhỏ, đã có thể nhận biết được rất nhiều loài côn trùng và động vật, nó còn biết dùng dao nĩa bằng nhựa được tặng khi mua bánh kem để tách ra hoàn chỉnh một con sâu. Những điều này thực ra cũng vẫn bình thường nhưng dần dần biểu hiện của nó càng ngày càng trở nên đáng sợ. Bà lão liếc nhìn vào sâu trong nhà một cái, thấy bác đũa vẫn không di chuyển, mới thở vào nhẹ nhõm. Không có nỗi hận vô cớ, cậu ấy trở nên như thế này nhất định phải có lý do nào đó chứ. Hàng Phi cẩn thận quan sát biểu hiện thay đổi của bà lão, hắn muốn làm rõ lý do mộng lại chọn số 4. Thực ra, cũng trách tôi. Bà lão nói tiếp, con trai tôi là một đứa súc sinh, từ nhỏ đã bị nuông chiều hư hỏng, rất xấu tính, cũng không có bản lĩnh gì, lại thích đánh bạc. Nó chính là ở trong sòng bạc gặp được vợ nó, nghe những lời chửi rủa khi chúng nó cãi nhau, hình như con trai tôi cho rằng cháu trai tôi không phải con của mình. Bố mẹ khi cãi nhau thông thường rất ít khi lôi con cái ra trút giận, nhưng cả hai đứa nó đều coi đứa trẻ như cái thùng rác để trút giận, con trai tôi động tí là đánh cháu tôi, mẹ đứa trẻ cũng không ngăn cản, có đôi khi con dâu tôi bị đánh rồi, tức quá cũng đánh thằng nhỏ. Ban đầu đứa nhỏ chỉ đơn giản là bị đánh, bảo cười thì cười, bảo khóc thì khóc. Chờ khi nó lớn hơn một chút, nó sẽ chỉ về phía bố mẹ mình niệm một số câu nguyền rủa kỳ lạ, không ai có thể hiểu đó là gì, cũng không biết những thứ giống với kinh văn có tác dụng hay không, dù sao sau mỗi lần nó niệm xong, bố mẹ nó sẽ đánh nó mạnh hơn. Mọi thứ chuyển biến là bắt đầu từ khi nó lên 5 tuổi, đứa con súc sinh của tôi cố ý đem đứa nhỏ đến một nơi rất xa, muốn vứt bỏ nó, nhưng lần nào nó cũng có thể tự tìm được đường về. Có điều mỗi lần cháu trai trở về, trên người hình như đều bị thứ gì đó ám, trong miệng nó sẽ phát ra tiếng của những người khác, ban đêm sẽ trốn trong góc phòng khách và phòng bếp, ngồi sổn ở đó một mình. Con trai tôi thấy nó như thế, càng cáu kỉnh hơn, nó đã dùng thắt lưng đánh đứa nhỏ mấy lần. Khoảng một tuần sau, con trai và con dâu tôi đang ngủ thì bất ngờ nghe thấy động tĩnh bên giường, mở mắt ra thì thấy đứa nhỏ đang cầm dao làm bếp đứng bên cạnh đứa con trai súc sinh của tôi lần đầu tiên đã thấy sợ nó đã dạy những điều tồi tệ nhất của mình cho đứa nhỏ điều đáng sợ hơn nữa là đứa nhỏ học rất nhanh về sau nữa con trai của tôi cảm thấy lúc nào đứa nhỏ cũng muốn giết nó cuối cùng nó giấu tôi bán con mình cho một viện phúc lợi tư nhân nghe đến đây hàng phi đã nhíu mày đa số trẻ em trong cô nhi viện đều là cô nhi chỉ có số bốn này là do bố mẹ ruột của mình gửi đến cậu có bố có mẹ nhưng người hủy hoại cuộc đời của cậu cũng chính là cặp bố mẹ bất tài đó. Sau này thì sao? Viện Phúc Lợi Tư Nhân kia tìm được vài gia đình mới cho cháu trai nhỏ của tôi, nhưng sau khi chọn đi chọn lại, đứa nhỏ cuối cùng cũng bị gửi trả về. Bà lão cảm thấy Viện Phúc Lợi Tư Nhân đó có lương tâm, còn Hàng Phi thì đại khái đã đoán ra chân tướng, Viện Phúc Lợi Tư Nhân cố tình nuôi dưỡng tuyệt vọng đó hoàn toàn không phải vì muốn tốt cho số 4, bọn họ chỉ muốn nhìn thấy một bi kịch lớn hơn nữa bọn họ cảm thấy việc trả đứa trẻ này lại chính là chuyện tuyệt vọng nhất đối với cậu. Trông thì có vẻ giống như đã thử cố gắng thay đổi, nhưng trên thực tế không có gì thay đổi hết. Hy vọng cuối cùng bị phá vỡ, nỗi tuyệt vọng sâu nhất sẽ nuốt chửng cậu hoàn toàn. Cháu có thể gặp bố mẹ của đứa trẻ đó được không? Hàng Phi muốn dạy cặp bố mẹ đó cách làm người. Sau khi nghe xong câu hỏi của Hàng Phi, bà lão miếng chặt môi, hồi lâu sau mới nói, con trai tôi đã bị thứ trong cơ thể cháu trai tôi giết rồi là bị cắn chết cậu nói xem người sao có thể dùng răng cắn được chết cơ chứ chính là thứ bẩn thỉu bám trên người cháu tôi gây ra giọng nói bà lão rất to cảm xúc của bà đang rất kích động có vẻ như là không muốn chấp nhận một thực tế như vậy nên mới một mực cho rằng cháu mình đã bị trúng tà thế mẹ của đứa bé thì sao nguyền rủ hiện lên trên sợi dây đỏ trên đầu ngón tay hàng phi hắn hoàn toàn không giao tiếp với từ cầm Lần này là cô ấy cảm nhận được nguy hiểm chí mạng, chủ động nắm lấy tay hắn. Cô ta. Cô ta vài ngày trước vẫn ở trong căn nhà này, đột nhiên thì không tìm thấy nữa. Tôi cũng không nhớ cô ta ở đâu, cô ta hẳn là vẫn đang ở trong nhà. Khi bà lão đang nói, hình như có một người phụ nữ đang cào cửa bằng móng tay của mình muốn ra ngoài. Ba phòng ngủ, một người mẹ. Dị biến bắt đầu trên cánh cửa ở nơi sâu nhất tất cả bùa chú thấm ra máu tươi tấm cửa động đậy nhẹ đầu lâu đặt trong bát rơi xuống đất lớp bột ngoài cùng bị vỡ lộ ra những sợi tóc đen mọi thứ biến hóa quá nhanh hàng phi và bà lão còn chưa kịp chuẩn bị thì trong căn nhà đã hoàn toàn tối om bọn họ nín thở nhìn chằm chằm vào cái đầu lâu lăn trước cửa phòng ngủ mẹ của đứa nhỏ hình như cháu đã tìm được rồi khi hàng phi nhìn lại lần nữa bà lão đã quỳ trên mặt đất chắp tay cúi bái về phía phòng ngủ đó, trong miệng niệm lời cầu khẩn, hy vọng thứ trên người cháu trai mình có thể rời đi. Căn nhà bị gió lạnh bao trùm, cộng với những lời cầu nguyện không ngớt của bà lão, nơi đây dường như có một cổ sức lực rất thần kỳ muốn kéo mọi thứ vào bóng tối chưa biết. Bồ chú trên tấm cửa rơi xuống đất, cánh cửa vẫn luôn động đậy đột nhiên trở lại bình thường. Tay nắm cửa bằng kim loại từ từ vặn xuống, cánh cửa dán đầy bồ chú bị mở ra như thế này ánh mắt hàng phi dán chặt vào khe cửa trái tim viết đầy những cái tên của hắn đột nhiên đập dữ dội cảm giác như linh hồn của mình hình như bị thứ gì đó thu hút cơ thể bất giác muốn tiến về phía trước sau đầu truyền đến một cơn đau nhói mảnh vụn ký ức trong tâm trí va chạm lung tung vào nhau nỗi sợ hãi về cái chết đã mất từ lâu lại trỗi dậy tai có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch ánh mắt hàng phi đã hoàn toàn bị bóng tối sau cánh cửa thu hút linh hồn hắn như bị lôi lên một đoàn tàu đang phóng nhanh trong đường hầm tối tăm đâm thẳng xuống vực sâu của cái chết. Ai đứng sau cánh cửa đó? Đầu lâu bị bột hồ bao phủ va vào bức tường, giấy vàng bùa chú dán gần đó rơi xuống, để lộ bức vẽ bằng bút màu đơn giản trên tường, một đứa trẻ đầy màu sắc chơi trong nhà, cậu bị mẹ mình chê ghét, bị bố đánh đập, cậu đang chạy khắp nơi, đuổi theo những người bạn máu thịt mơ hồ, chạy này, nhảy này, khi thương tích đầy mình. Ông lấy nhau kể những câu chuyện cổ tích. Những bức tranh dưới giấy vàng bùa chú đủ các màu sắc, ngộ nghĩnh đáng yêu, giống như một đứa trẻ đang hát. Chiếc hộp nhạc diên dông diên dông được mở ra, những đứa trẻ vẽ bằng bút lông màu cứ chạy trên tường dưới lớp giấy màu vàng bùa chú. Cậu và những người bạn máu thịt mơ hồ của mình cũng nhảy múa, chơi trốn tìm, căn nhà này chính là công viên vui chơi của cậu, một công viên vui chơi nhỏ đầy sự dối trá, bạo lực và u ám. Ngày càng nhiều giấy vàng rơi xuống, dưới lớp áo khoác hiện thực và ngu dốt, ẩn chứa một tuổi thơ méo mó nhiệt độ càng ngày càng thấp đứa trẻ trên tường chạy càng ngày càng nhanh dường như cậu đang mời hàng phi vào nhà chơi cùng mình lòng bàn tay phủ đầy những nguyền rủa những cơn đau nhói không ngừng nhắc nhở hàng phi chờ khi hắn phản ứng lại thì đã đến cửa phòng ngủ rồi đã lâu lắm không có cảm giác hoảng hốt này rồi với ý chí kiên cường của hàng phi rất khó lay chuyển được hắn hắn cũng không thể nói rõ vừa rồi rút cuộc đã xảy ra chuyện gì những bức vẽ cuộc sống hàng ngày được đứa trẻ vẽ trên tường tạo nên sự tương phản rõ nét với những vật phẩm quỷ dị đầy phòng đứa trẻ trên tường đang chào đón hắn đến trong khi những tượng thần xấu xí trong phòng lại nháy mắt khi hắn quay đầu lại bức vẽ của đứa trẻ là hiện thực hắn nhìn thấy cũng là đang phản ánh thế giới tinh thần của đứa trẻ tượng thần uy nghiêm trang trọng là hiện thực ngột ngạt trong mắt người lớn cũng là sự trói buộc và áp chế đối với hắn yết hầu chuyển động bên tai hàng phi xuất hiện đủ thứ tạp âm khác nhau giống như ai đó đang niệm kinh, vừa giống như có người đang không ngừng lặp lại một số âm tiết kỳ lạ, lại vừa giống như có người đang cầu cứu. Bà lão mặt đầy thần văn quỳ trong phòng khách, trong miệng lẩm bẩm những lời không ai có thể hiểu được, bà cách hàng phi rõ ràng chỉ vài bước chân, nhưng lại có cảm giác khoảng cách giữa hai người rất xa. Xem ra đã không thể trở lại rồi. Bóng tối đằng sau khe cửa mang theo một sức mạnh bí ẩn, như thể những bàn tay nhỏ bé nắm lấy trái tim, kéo một người sống bình thường từng chút một vào trong đó. Đứa trẻ số 4 trước đây có thể đã từ từ bị tiêu diệt như thế này, từ từ bị nhốt vào bóng tối của phòng ngủ, sau đó không bao giờ thoát ra được nữa. Vốn dĩ khi Hàng Phi bước vào tòa nhà này còn tưởng rằng sẽ không gặp phải thứ gì quá nguy hiểm, dù sao thì tòa nhà số 4 tổng cộng cũng chỉ lớn như vậy, không thể tồn tại số lượng lớn chấp niệm và quỷ quái như bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng thực tế chứng minh hắn đã quá sai lầm đối với một đứa trẻ tâm trí chưa trưởng thành mà nói một căn phòng có thể là thế giới mà nó không thể đi ra một vật phẩm có thể khơi dậy nỗi sợ hãi của nó một chiếc tủ quần áo có thể mang đến cho nó sự tuyệt vọng ngột ngạt nắm lấy tay nắm cửa từ từ đẩy về phía trước căn phòng ngủ sau cánh cửa tràn ngập các loại hình vẽ bằng bút màu che giấu mọi ác mộng và nỗi sợ hãi của một đứa trẻ tuyệt vọng trở thành tinh linh đang hát trên chiếc thắt lưng của bố mọc ra những con mắt đồ mỹ phẩm của mẹ đã trở thành cơ quan trong cơ thể quý giá của con người, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ tan. Trên mỗi viên gạch lát sàn đều có viết các câu hỏi và lựa chọn, trong căn phòng này mỗi một bước đi đều phải cẩn thận, nếu trả lời sai liền sẽ bị trừng phạt và chỉ mắng. Những tấm rèm nặng nề dường như chứa đầy chì, người bình thường không thể tùy tiện mở ra đóng lại được. Trên chiếc giường phủ đầy gai đen, bên dưới giường là đủ các loại thi thể của nhiều loài bọ, một con rối khổng lồ đang nằm ở bên giường giả vờ như đang ngủ, cô ấy để tóc rất dài, cúc áo làm thành đôi mắt rất sáng rất to, nhưng vì cái đầu và vai được khâu vào nhau, cô không thể cúi đầu xuống. Không thể nhìn thấy một đứa trẻ yếu ớt và cần được bảo vệ hơn cô. Trên thể xác màu trắng bôi đủ loại mỹ phẩm kém chất lượng, cô có một làn da toát ra mùi thơm, nhưng từ những vết nứt trên da có thể thấy trong cơ thể cô toàn là xác động vật đã chết. Tiếng diên dông diên dông lại vang lên, Công viên vui chơi nhỏ của đứa trẻ bắt đầu hoạt động, những bức vẽ trên tường sống lại, đứa trẻ và bạn máu thịt mơ hồ chơi đùa vui vẻ, cho đến khi tiếng chuông cửa reo lên. Hàng Philip nhìn về phía sau một cái, trong nhà sớm đã thay đổi, bồ chú và tượng thần toàn bộ đều đã biến mất, phòng khách cũng trở nên giống như phòng ngủ, hắn dường như đã rơi vào cơn ác mộng của đứa trẻ số 4. Con mèo ở tầng dưới đang sinh, phát ra những tiếng kêu kỳ lạ, con thạch sùng ở tầng trên thò đầu ra nhìn trộm, dù sao thì bọn chúng cũng chỉ nhìn thôi chứ không ai có gan đập kính cả. Tiếng chuông cửa vang lên càng lúc càng thúc giục, người bên ngoài cửa chống trộn dần dần mất đi kiên nhẫn, bắt đầu điên cuồng đập cửa, anh ta càng ngày càng dùng lực, cánh cửa kim loại cũng bắt đầu rung lên càng lúc càng kịch liệt. Con rối bằng vải tượng trưng cho người mẹ, vậy thì người ngoài cửa đại diện cho người bố sao? Con mèo khó sinh và con thạch sùng nhìn trộn dường như là những người hàng xóm hờ hững, mọi thứ trong mắt đứa trẻ đều khác xa với hiện thực lại vừa có mối quan hệ nhất định với hiện thực. Sau khi tiếng gõ cửa dữ dội vang lên rất lâu, cánh cửa kim loại cuối cùng cũng bị mở ra. Dày da dẫm trên mặt đất, âm thanh ngột ngạt có chút đáng sợ, hàng phi quay đầu nhìn về phía phòng khách, một bóng đen vô cùng to lớn từ ngoài cửa tràn vào. Bố của số 4 xuất hiện rồi, đại diện cho bóng tối và ngột ngạt, là bóng đen không thể thoát khỏi trong trái tim của đứa trẻ. Cơ thể to lớn cọ vào nét vẽ bằng bút màu trên tường, Hàng Phi phản ứng rất nhanh, muốn kéo sợi dây đỏ, nhưng sau khi siết chặt ngón tay lại, phát hiện sợi dây đỏ không còn ở đó, mà mình đã chạm vào ngón tay lạnh lẽo của một đứa trẻ. Quay đầu lại nhìn, Hàng Phi kinh ngạc nhìn cánh tay của mình. Hắn không biết mình đã biến thành một đứa trẻ trong bộ quần áo rách nát từ lúc nào, trên người vẫn còn vương mùi hôi thối, giống như mùi của những vết thương mưng mũ. Bang! Cửa chống trộm bị đóng chặt lại, Hàng Phi còn chưa kịp suy nghĩ về việc mình đã bị trúng chiêu khi nào, thì hắn đã thấy một người đàn ông trung niên có mùi hôi thối từ bóng đen khổng lồ đi ra. Đôi mắt gã lúc nào cũng luôn đỏ hoe, khuôn mặt gớm ghiếc, không chút yêu thương, chẳng khác gì một con ác quỷ. Cởi chiếc áo khoác có vật nôn, cơ thể của người đàn ông gần như dung hợp với bóng đen, gã một bước là đã đi tới trước mặt Hàng Phi, bóp lấy cổ của hắn. Khoảnh khắc đó, Hàng Phi đã thật sự cảm nhận được sự đe dọa của cái chết, nhưng rất nhanh, người đàn ông bóng đen lại nhìn thấy bộ nội tạng mới toanh trên bàn con rối. Gã ném mạnh hàng phi xuống đất, dùng hai tay nắm lấy góc bàn, hất bàn trang điểm lật đổ xuống đất. Những thứ nội tạng đó hét lên thảm thiết, điều quỷ dị là tất cả những tiếng hét đều đến từ một người đàn ông khác. Sau khi nghe xong âm thanh đó, bố của số bốn càng tức giận hơn, gã dẫm nát nội tạng trên mặt đất, lại tóm lấy một vài cái nhét vào người con rối. Con rối để tóc dài vẫy vẫy hai tay, nhưng dù sao sức lực cũng không thể bằng người đàn ông, cô ta muốn hét lên, nhưng cô ta là một con rối lại không có miệng. Người đàn ông xé bụng con rối, đem những thứ nội tạng vỡ nát ấn vào bụng cô ta, như vậy cũng chưa vừa ý, gã lại đem đầu của mình nhét vào người con rối, cắn xé cơ thể nó. Ý nghĩa của những cảnh tượng này, Hàng Phi đã không muốn nghĩ tới nữa, hắn lẳng lặng chạy vào phòng bếp. Phải làm như thế nào, số 4 đã đưa ra câu trả lời ngay từ đầu không phân biệt đúng sai, rất nhiều bi kịch đã xảy ra ở những góc khuất không thể để ý, đáng tiếc những chuyện trong quá khứ là không thể thay đổi, Hàng Phi chỉ muốn thay đổi những bi kịch có thể xảy ra trong tương lai. Cơ thể đã bị thu nhỏ lại rất nhiều, nhặt con dao làm bếp lên, Hàng Phi lại bước tới cửa phòng ngủ. Bụng con rối trên giường bị xé nát, những mảnh vải rơi trên xác những con vật, hai tay cô ta bóp lấy cổ của bóng đen, nhưng vẫn không có cách nào ngăn cản đối phương. Hàng Phi chậm lại, cố hết sức để không phát ra tiếng động, hắn lặng lẽ đi vòng qua phía sau người đàn ông. Với tư cách là một đồ tể chuyên đi săn đồ tể, hắn biết rất rõ cách giết cả chỉ bằng một đòn tấn công, nhưng số 4 không hiểu những điều này, cậu rất có thể đã luyện tập rất nhiều lần trong đêm khuya, do dự nhiều lần, thử nhiều lần, cho đến cuối cùng hoàn toàn biến bản thân mình thành một con quái vật. Tiến về phía trước, tìm chuẩn góc độ, nhấn người xuống, dùng sức nặng cơ thể, đâm con dao sắc bén. Bà lão nói rằng con trai mình là bị số 4 cắn chết, chuyện mà mình đang làm bây giờ hẳn là chuyện mà cậu ấy chưa làm được trước đây, nhưng lại là chuyện muốn làm. Hàng Phi với ký ức khiếm khuyết, đưa ra lựa chọn trong cơn ác mộng điên cuồng ngớ ngẩn này, trong lòng hắn cũng rất khó chịu, nhưng đây có lẽ là cách nhanh nhất để kết thúc cơn ác mộng. Sự rùng rợn của nơi này rất khó để miêu tả, trên thực tế có một số cảnh tượng mà người bình thường chỉ cần nhìn thôi cũng sẽ suy sụp, cũng chỉ có hắn một người chơi đã thử thách trong thế giới tầng sâu, mới có thể giữ được bình tĩnh. Hàng Phi nhập vai vào góc nhìn của đứa trẻ, cũng hoàn thành chuyện mà cậu không làm được, người bố là ngọn nguồn của mọi tuyệt vọng bị đâm trúng, trái tim thối rửa và bóng đen bao trùm toàn thân gã đang thu nhỏ lại nhanh chóng, máu màu đen bắn lên người Hàng Phi và con rối. Hàng Phi vốn đã quen với việc đâm nhiều nhát nên không dừng lại ở đó, hắn muốn rút con dao nhọn của mình ra chém vào đầu con quái vật, nhưng gã đàn ông tức giận không cho hắn cơ hội, vung tay tóm lấy hắn. Đầu ngón tay sắc bén xuyên thấu vào da thịt của Hàng Phi, những đứa trẻ bình thường có thể đã sớm thấy sợ hãi, nhưng hắn hoàn toàn nhập vào vai số 4, khoảnh khắc đó lại biểu hiện như một con giả thú phát điên, hắn vậy mà lại chủ động cắn vào cổ người đàn ông. Khi đối mặt với nỗi sợ hãi và tuyệt vọng, người đàn ông có sức mạnh vô song lại trở nên rụt rè, cư xử y như trong hiện thực, mất cảnh giác bị Hàng Phi cắn chặt vào cổ. Cho dù gã có giằng co, đánh đập thế nào, Hàng Phi cũng không chịu buông ra. Thực ra Hàng Phi hiểu rõ hơn ai hết rằng đây có thể là cơ hội duy nhất của mình. Cơn ác mộng của số 4 là để tất cả mọi người trải qua nỗi tuyệt vọng và đau đớn của mình, rồi chìm nghiễm tại đây, Hàng Phi dứt khoát dùng cách mà số 4 phản công trong hiện thực để phân định thắng bại. Trên người hắn ngày càng có nhiều vết thương, bị đánh đập, hành hạ, hắn cắn răng chịu đựng cho đến khi bóng đen của người đàn ông đó dần dần lui xuống. Số 4 đã luôn sống trong nỗi sợ hãi trước khi cắn chết người đàn ông. Sau khi cắn xé nỗi sợ hãi đó, cậu đã đi đến một thái cực khác, trở thành biểu tượng của cái chết và bất hạnh trong số 31 đứa trẻ mồ côi. Máu đen sọc vào miệng thấm ướt y phục, người đàn ông không chống đỡ được nữa, hàng phi dẫm lên lưng gã đứng lên. Con rối trên giường ném đủ các loại vật phẩm về phía hàng phi, loại căm ghét và sợ hãi được thể hiện rõ ràng mà không cần dùng đến giọng nói. Đến lượt mày rồi. Hàng Phi thương tích khắp người, rút con dao sắc bén đi về phía con rối, hắn cũng có khoảnh khắc do dự, nhưng cuối cùng lý trí vẫn khiến hắn đưa ra lựa chọn thứ hai. Hàng Phi không biết tiếng cười điên cuồng rốt cuộc đã lấy đi ký ức gì trong tâm trí hắn, nhưng trực giác cho hắn biết có lẽ trước đây hắn chưa từng làm chuyện như này. Dẫm phải máu đen, khi Hàng Phi dùng dao nhọn đâm vào má con rối, tất cả rèm dày trên khung cửa sổ phòng ngủ đều rơi xuống đất. Bụi bay mù mịt, ánh trăng đỏ như máu chiếu vào Hàng Phi, hắn dừng việc đang làm, nhìn về phía cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ thủy tinh là một nhãn cầu màu đỏ rất lớn, dường như có một con quái vật cao bằng căn hộ đang nhìn chằm chằm vào hắn. Hàng Phi mơ hồ nhớ tới đã từng nhìn thấy một cảnh tượng tương tự, còn chưa kịp phản ứng lại thì đã nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ vụn. Một ngón tay đầy sẹo thò vào trong nhà, như thể bóp chết con bọ, đè lên đầu Hàng Phi. Hóa ra cậu vẫn còn chưa buông tha cho mẹ mình ngón tay đi thẳng qua vỏ não của hàng phi đi vào tâm trí hắn không gì có thể ngăn cản tất cả ký ức mà nó chạm vào đều vỡ vụn nhưng ngay khi ngón tay đó sắp hoàn toàn bóp nát ý thức của hàng phi lại chạm vào một cảnh tượng ký ức nhỏ trong cảnh tượng là một bức ảnh chụp nhóm của 30 đứa trẻ mồ côi bức ảnh đó là của người thợ sơn đã tặng cho hàng phi ở trung tâm thương mại lúc nửa đêm cũng là vật phẩm nguyền rủa ranh dê đầu tiên mà hàng phi có được những ngón tay khổng lồ lướt trên bức ảnh như thể đang vuốt ve khuôn mặt của những đứa trẻ. Con ngươi toàn tia máu chớp chớp, lập tức phá tan cơn ác mộng mà Hàng Phi đang bị mắc kẹt, cũng vào lúc này, hàng ngàn nguyền rủa bao phủ khắp cơ thể hắn, bao bọc hoàn toàn cho hắn. Tầm mắt Hàng Phi trở lại bình thường, hắn đã bước ra khỏi cơn ác mộng của số 4, vẫn dừng ở cửa phòng ngủ. Tại sao anh lại có bức ảnh của chúng tôi? Giọng nói non nớt của đứa trẻ phát ra từ trong phòng, giọng điệu của cậu ấy nghe rất dịu dàng nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha